Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta thì theo quan niệm của đạo Phật thì tất cả con người chúng ta ai cũng có những cái lỗi lầm. Cái lỗi này là của quá khứ. Những cái gì mà chúng ta tạo thì có khi ở quá khứ, có khi trong đời này hiện tại. Ví dụ như hai cũng là quá khứ, rồi mình tạo một cái lỗi nào đó của 20 năm trước. Rồi hiện tại bây giờ đây chúng ta vẫn chưa có dừng cái sự tạo lỗi đó. Thì tất cả chúng ta vui buồn hay là khổ sở gì đó thì theo Phật giáo thì tất cả đều tùy theo cái cách chúng ta sống. Do chúng ta nói, do chúng ta làm, do chúng ta suy nghĩ mà nó tạo ra nghiệp xấu hay là thiện. Thì nếu như mà chúng ta thấy rằng mình có quá nhiều những cái bất trắc, quá nhiều những cái bệnh tật mà có đôi khi cái bệnh đó mình không biết nguyên do. Ví dụ như đi bác sĩ cũng không thấy mình có bệnh gì hết. Dù là mình đi CT scan, mình đi thử máu, mình đi chụp hình đủ thứ hết, mình đi nội soi vân vân. Nhưng mà mình vẫn không tìm ra cái bệnh mà người mình nó cứ đau yếu, bệnh tật. Thì mình cứ nói là cái đó là cái nghiệp. Hay là dù là thân bệnh thì tất cả cái gì nó cũng không ngoài nghiệp. Thì chúng ta sám hối. Sám hối là gì? Là một cái tâm trí muốn nhận những cái sai quấy đó để chúng ta chỉnh sửa. Và tự thân mình thì không có một cái hình thức nào để mình làm, cho nên mình phải nương vào một cái phương thức mà chư tổ đã soạn sẵn. Cái đó chúng ta thường gọi là nghi thức sám hối. Thì vì sám hối nó có mấy cách, phải có một cái nghi thức sám hối căn bản ngắn hay dài, cái đó tùy mình, tùy theo sức khỏe, tùy theo thời gian, hay thậm chí lễ Phật cũng vậy. Mình có thể lạy Phật 50 lạy, 30 lạy, 20 lạy. Không phải là mình lạy để mình lấy cái công, mình chuộc cái tội hay là mình hối lộ, không phải vậy. Nhưng mà lạy đây là gì? Để mình phủ phục, mình tiếp xúc được với từng cái đức hạnh của chư Phật qua cái tên của quý ngài. Ví dụ như có một đức Phật tên là Nam Mô Phổ Đức Phật. Phổ là rộng lớn, đức là cái uy đức, cái hạnh đức của các ngài. Thì con xin tiếp xúc với một đức Phật có cái đức rộng lớn để làm gì? Để nhắc nhở mình cũng tập theo cái hạnh đức đó, phải không? Hay là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Chữ đấu chiến thắng Phật này không phải là mình đấu tranh với ai, mà mình phải chiến đấu với phiền não. Mình phải ráng phấn đấu. Để phấn đấu cái gì? Con người mình á, có khi mình á, lười biếng nè, thì mình phải phấn đấu để mình chiến thắng được con ma lười biếng, thì cũng là đấu chiến thắng Phật. Con người mình hay sân, mình phải làm sao mình chiến thắng được cái sân của mình, thì chừng đó mới gọi là đấu chiến thắng Phật. Như vậy, cái danh từ đấu chiến thắng Phật là danh từ chung. Rồi mỗi chúng ta đều có một cái khổ đau riêng của mình, một cái khó riêng của mình. Con người thì nóng tánh, con người thì tham lam, con người thì ái dục. Mỗi người đều có một cái khó khăn riêng. Thì mình biết rằng chính cái khó đó chúng ta phải làm sao để chúng ta vượt thắng nó. Ví dụ như có nhiều người ham ngủ, ngủ hoài thì mình ngủ nhiều quá, mình mất thời giờ, không có thời giờ tu tập, không có thời giờ để mình làm những công việc mình muốn. Chà, con ma ngủ này nó thắng mình rồi. Thôi bây giờ mình ráng làm sao vượt con ma ngủ đó. Đó. Có nhiều người thì mỗi người chúng ta đều có những cái khó khăn riêng. Cho khi mình lễ một đức Phật đó thì đại chúng nhớ là trong Phật giáo mỗi danh hiệu Phật đều mang một cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta tu tập. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng đấu chiến thắng Phật là mình phải đấu cho thắng mới gọi là đấu chiến thắng người ngoài, không phải tự thắng mình, không bằng tự thắng mình. Và trong con người chúng ta, mỗi người ai cũng có cái dở của mình. Thì chính khi nào chúng ta thắng được cái dở của mình
thì chúng ta mới quả thật là người tiếp xúc được với một Đức Phật tên là Đấu Chiến Thắng Phật. Hiểu ý không? Chứ không phải là mình đấu tranh với ai, mà chúng ta phải phấn đấu, phải nỗ lực để chúng ta vượt hơn, chúng ta thắng được những cái gì ở trong mà cái chúng ta đang gặp phải. Mà mỗi người chúng ta tu tập trong đời sống hàng ngày, mỗi người có một cái khó riêng, làm sao mình thắng được nó. Ví dụ thôi, có nhiều khi mình có một cái tật ham tiền, nói gì nói mà có tiền cái là mình khoái à, thấy không? Thật ra tiền thì ai không thích, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình bị tham đắm ở trong đó, thậm chí đôi khi vì tiền mình quên hết cái tình, cái nghĩa, hay lúc nào mình đừng có quan trọng quá chuyện đó, mình bị cái đó cái là mình biết đây là cái con ma, không? Nó lôi kéo mình, làm sao mình phải phấn đấu, mình chiến thắng được nó. Như vậy thì đối với chúng ta, Đức Phật này chúng ta phải làm cho được. Hay là Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Công đức thì ai cũng có đó, nấu ăn cũng có công đức, chùi nhà cũng có công đức, quét bàn thờ cũng có công đức, chùi nhà cầu cũng có công đức. Nhưng mà công đức nó có trở thành chiên đàn hay không? Chiên đàn là cái gì? Giống nói đàn đem chiên lắm ạ. Chiên đàn là một loại gỗ thơm. Chiên đàn là một gỗ thơm. Ví dụ mình tụng cái bài Lư Hương Vừa Bén Chiên Đàn, Khắp Sông Pháp Giới Đạo Tràng Mười Phương. Như vậy thì chiên đàn là một loại gỗ, một gỗ trầm. Thì chúng ta phải làm sao để cái công đức chúng ta làm nó đừng trở thành ra than, ra tro, mà nó phải biến thành ra chiên đàn. Vì cái việc làm đó nhất định phải tỏa thơm. Vì nếu chúng ta làm mà chúng ta có để tâm, chúng ta có hết lòng thì nó mới tỏa ra được cái việc đó. Làm không vướng danh, làm không vướng lợi, thì quả thật cái công đức đó trở thành ra chiên đàn. Hiểu ý không? Ví dụ bây giờ mình về chùa mình công quả, nhưng mà mình khoe khoang rồi không ai ghi nhận thì mình buồn. Hoặc là người ta cảm ơn mọi người mà quên nhắc tên mình buồn. Đừng quan tâm mấy chuyện đó. Chúng ta làm sao mỗi việc làm của chúng ta làm hết lòng, làm với tâm rộng lớn, làm tới chỗ viên mãn, thì cái đó là chiên đàn công đức. Như vậy thì công đức thì ai cũng có chứ không phải không, ít nhiều thôi. Nhưng mà cái quan trọng là công đức nó có thành chiên đàn hay không, hay chi công đức đó nó trở thành ra mây khói, nó thành ra trở thành ra tro bụi thì nó uổng đi. Như vậy vì chúng ta có lỗi, đại khái mình nói vậy đi, vì chúng ta muốn sám hối cho nên chúng ta lấy các danh hiệu của Phật ra. Mà nói cho cùng là tại sao chúng ta có lỗi, là vì chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ ba nghiệp thân, miệng, ý. Thân thì tạo ra hành động, miệng thì ra lời nói, ý thì ra suy nghĩ. Lỗi lầm nó tạo từ đây. Thì bây giờ các cái hạnh tu nó cũng từ ba cái hạnh này. Thì hồi nãy thì chiên đàn công đức là việc làm phải không? Rồi thí dụ như có một Đức Phật tên là Nam Mô Thanh Ngữ Phật. Thanh là trong sáng, ngữ là lời nói. Bây giờ mình nương Đức Phật Thanh Ngữ thì mình bớt được cái khẩu nghiệp, phải không? Nam Mô Thiện Tư Duy Phật. Thiện là khéo, là lành. Tư duy là suy nghĩ. Vì vậy thì chúng ta phải suy nghĩ cho nó thiện, để chúng ta giảm đi cái ý nghiệp. Quý vị nhớ nghiệp là chúng ta tạo từ thân, từ miệng, từ ý. Mà bây giờ tất cả hiệu của chư Phật á, không ngoài ba nghiệp này. Nói tới, nói lui, nói vòng, nói vo gì cũng từ, tất cả chư Phật đều từ những cái hiệu này mà ra, từ cái nghiệp, phải không? Giờ mình chưa biết tu thì mượn nương vào cái danh của chư Phật. Cũng giống như mình hồi nãy có một Phật tử nói với Hòa, nói mỗi lần mà con nóng, con tức giận lên thì con nhớ tới những cái câu chuyện cười thầy kể trong những bài pháp, con nhớ tới những cái lời thầy nói, cái tự nhiên con quên những cái hình ảnh kia. Vì cái đó là mình mượn gì?
mượn cái nương cái danh, nương cái hình ảnh để chúng ta qua được, chúng ta thắng được cái cơn tức giận của mình. Cho nên danh của chư Phật, hình ảnh của chư Phật, ngài Hư Vân á, đại sư Hư Vân á, ở Trung Hoa đó, ngài có soạn một cái quyển tên là cái quyển đó cái gì Đạo Ảnh. Đạo Ảnh là gì? Đạo tức là trong đạo, đạo pháp á. Ảnh là hình ảnh, thấy không? Thì bởi vì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống tới ngài Ca Diếp, tất cả 33 vị tổ, rồi xuống cho tới 6 vị tổ Trung Hoa, rồi xuống nữa cho tới các vị tổ của năm dòng thiền, không có hình ảnh. Cho nên á, ngài mới soạn ra một cái quyển tên là Đạo Ảnh, Đạo Ảnh Lục, thì vẽ lại, tức là phát họa ra những hình ảnh của mỗi vị, phát họa hình ảnh của Đức Phật, rồi làm một bài kệ về Đức Phật, nói về lịch sử của một vị đó thật là ngắn, thành một cái quyển sách. Để làm chi? Để người ta, thật ra cái hình ảnh đó không phải là hình ảnh chính thức của các ngài, nhưng mà chúng ta phát họa, chúng ta tưởng tượng, chúng ta phát họa ra, để rồi chúng ta nhìn vào hình ảnh đó, để mà chúng ta nương vào hình ảnh mà chúng ta tu tập. Bây giờ ngay cả quý vị nhìn trên bàn thờ, Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Quan Âm, Đức Địa Tạng, hay ra làm sao thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tất cả những hình ảnh đó không có hình ảnh nào mà chính xác của các ngài hết, toàn là do chúng ta phát họa ra thôi. Phật ở chùa Vạn Hạnh đây khác với Phật ở Đạo Tràng Pháp Hoa, Đạo Tràng Pháp Hoa khác với hình ảnh Trúc Lâm, Trúc Lâm khác với hình ảnh của Tây Thiên. Tại vì sao? Tại vì mỗi một cái nghệ nhân, người ta phát họa, ta phát huy một hình ảnh của Đức Phật tùy theo cái tâm và cái nét đẹp của họ trong lúc đó. Cũng như cái người mà tạo ra tượng Phật, người ta thích hình ảnh như thế nào thì người ta chỉnh sửa cái hình ảnh theo đó. Cho nên sở dĩ Pháp Hòa nói nó rộng để cho quý vị hiểu được cái mục đích sám hối của Đạo Phật. Không phải là mình, tại sao chúng ta phải lại, tại chúng ta sao chúng ta phải đọc những cái lời đó. Nói về hạnh thì chúng ta phải nương danh Phật. Nói về lỗi, chúng ta phải nương lời Tổ, bởi vì chư Tổ thay thế mình nói ra những cái lỗi. Thí dụ như là tội sát sanh như thế nào, tội trộm cắp như thế nào, tội nói dối như thế nào, phải không? Nói mà bây giờ kêu mình tự nói, mình nói không hết ý, không đủ lời, thì các tổ soạn sẵn. Giờ mình ghi nhận, tôi có cái lỗi nghiệp nè, khẩu nghiệp nè, tôi có cái lỗi của thân nè. Cho quý vị đọc trong kinh coi, từ cái bản văn Thủy Sám, văn Lương Hoàng Sám, văn Sám Dược Sư, Đại Bi Sám, Địa Tạng Sám, Di Đà Sám, tất cả các cái bản sám hối đó, không có bản nào mà không nhắc tới chuyện sáu căn ba nghiệp. Tất cả những cái vui buồn khổ não của chúng ta từ bao nhiêu việc đó thôi. Cho nên quý mình lại Phật nhớ là không phải lại để lấy điểm, mà lại để nương hạnh đức. Và lấy cái khi chúng ta lại xuống mỗi danh hiệu Phật là tự nhắc mình mỗi một cái hạnh tu của chư Phật. Ngay cả khi quý vị lại Ngũ Bách Danh Quan Âm, thì Ngũ Bách Danh Quan Âm cũng là một hình thức nương Đức Quan Âm, mượn hình ảnh Đức Quan Âm để đưa tất cả những ý tưởng tu tập vào trong đó. Rồi, đó là đối với những người biết chữ có khả năng. Còn đối với những ai không biết chữ gì hết, không biết đọc tiếng Việt, không biết chữ gì hết, mỗi ngày quý vị cứ thành tâm quỳ trước Phật, nói theo cái tâm ý mình thôi: con xin thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm của con từ ba nghiệp thân miệng ý, ba nghiệp thân miệng ý, từ quá khứ hiện tại, xin được sám hối tất cả. Tức mình nói theo cái lòng mình cũng thành pháp sám hối. Nhưng mà ngày nào mình cũng có một phương pháp nào đó ngắn gọn nhỏ ít gì đó
cho mình để mình có một cái công thức mình nương vào đó. Cũng giống như á, quý vị thấy mỗi ngày á, mình tới một cuốn lịch, ở Việt Nam mình hay xài lịch xé từng tờ, thì mỗi khi mình một tờ lịch trước khi mình xé đi đó, sáng ra là mình đọc cái câu đó, cái câu mà thường thường mỗi tờ lịch nó có một câu thơ nhắc nhở. Đọc xong câu đó rồi thuộc thì tốt, còn tối ngày gọi là sáng hôm sau trước khi qua tờ mới, đọc lại câu cũ một lần nữa rồi hạ xé, để chi? Tự mình nhắc nhở một cái điều gì đó, mà đôi khi một cái câu thơ trong đó vậy đó, mà nó đúng cái tâm trạng của mình ngày hôm đó, cái tự nhiên mình cũng tiêu tan hết những cái buồn phiền của mình. Thì nhân hồi nãy có một Phật tử người Hoa nói rằng không có rành tiếng Việt, nhưng cô rất là nhiều bệnh, thì cô muốn ngoài cái chuyện chữa bệnh ra thì cô cũng lại Phật sám hối, nhưng mà vì không biết chữ Việt nhiều thì Pháp Hòa bày cho cô. Thì sẵn có cô ở đây, Pháp cũng nhắc vậy đó, quý cô cứ thành tâm nói theo cái tâm ý mình. Thấy không? Mình người Quảng mình nói tiếng Quảng cũng được, mình người Tiều mình nói tiếng Tiều, mình người nói được tiếng gì mình khởi trong lòng mình tiếng đó, không có sao hết. Tất cả quan trọng là cái tâm mình tha thiết chí thành thì đều được hết. Ai biết tụng thì tìm những bản văn tụng, người không biết tụng cứ ngày nào, thậm chí quý cô cứ Nam Mô A Di Đà Phật lại xuống câu cũng được, lại ngày 10 lại 20 lại cũng được nữa. Lại xong rồi con xin sám hối tất cả những tội nghiệp từ quá khứ cho đến hiện đời của con, xin được, xin tất cả đều được tiêu trừ cũng được nữa, không sao hết. Còn nếu mình biết đọc một bài sám hối nào, mình đọc 4 câu cũng được. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát 3 lần lại 3 lại cũng được nữa. Đơn giản lắm, cái quan trọng là mình có chịu thực hiện sám hối chưa. Đừng có đợi tới nói thôi để khi nào tôi biết chữ, hay là tôi phải kiếm một cái nghi thức nào sám hối cho lẹ, cho mau hết tội á. Anh không thành tâm sám hối thì tụng cái gì nó cũng không có bằng, cũng có tác dụng nhưng mà tác dụng rất ít. Còn nếu mà thành tâm một bài ngắn cũng hết tội, cũng giảm tội. Thì Pháp Hòa xin nhắc như vậy thêm để đại chúng nhớ, cái quan trọng là cái tâm mình có khởi, rồi cái cách mình có thực hiện. Chứ đừng có nói, cũng giống như có nhiều vị nói thôi chưa dám quy y tại vì còn tham sân si lắm. Ủa, thì mình còn tham sân si thì mình phải ráng quy y. Có nhiều khi mình nói thôi tôi không quy y đâu, tôi không tu hành gì hết, tôi vô chùa tôi thấy rồi, mấy người trong chùa quy y mấy chục năm, tu mấy chục năm mà giữ thấy mồ luôn, thôi tôi khỏi. Tại sao mình lại lấy cái hình ảnh gọi là tệ của người ta để làm một cái hình ảnh để lòng ở trong lòng mình thối lui theo cái dở của họ, phải không? Đâu phải cái pháp đó là tại họ tu trật, chứ đâu phải pháp trật đâu. Cũng giống như mình nói thôi tôi không có nấu cơm đâu, tôi thấy tôi không ăn cơm đâu, tôi thấy người kia lúc nào nấu cơm sống, thế gian này có mình người đó bộ mà hay là cả thế gian nấu cơm sống cho mình bỏ ăn sao, phải không? Thành tựu không vì thấy cái dở của người khác mà mình tự thối lui mình thì không đúng. Mình á, tâm trí mình phải vượt lên, mình phải vượt thắng lên, là mình phải nhìn cái đẹp cái hay của người để mình học. Chứ còn khi mình đi vào cái chỗ nào đó mình nói, hay là bây giờ mình đi vô trong bệnh viện mình thấy ai cũng bệnh hết, chứ không lẽ mình nói thôi tôi không có vào bệnh viện nữa đâu, vào đó bệnh dữ lắm. Mình ai cũng có bệnh, mà chính người ta có bệnh người ta mới vào đó. Bác sĩ cũng đâu có nghĩa là không có bệnh, bác sĩ cũng có bệnh chứ. Vì vậy cho nên đừng có ngại khi mà chúng ta mặc cảm, chúng ta thấy rằng chúng ta tội lỗi nhiều, sám sao cho hết, hay là chúng ta còn sân si lắm, không thể nào đứng trước Phật được. Chính chúng ta còn những cái đó mà chúng ta phát tâm đứng trước Phật thì chừng đó chúng ta mới có thể có cái cơ hội chuyển hóa.
mình có chấp nhận mình có lỗi thì mình mới có cơ hội chuyển lỗi, mình có chấp nhận mình chữa bệnh thì mình mới có thể, mình chấp nhận mình bệnh thì mình mới chữa bệnh được. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ qua cái câu hỏi hồi nãy của một cô Phật tử. Thì mong rằng cô cũng hãy nên phát tâm sám hối ngay sau khi mà cái buổi này về, tùy khả năng mình, trước Phật mình thành tâm mình phát nguyện sám hối. Dạ. Rồi có vị nào có câu hỏi khác thì xin nêu lên. Dạ, mời cô. Trong khi con tụng kinh, trong khi nghĩ bậy giờ con tự quay về, con nghĩ bậy kinh một tuần sau một tuần tác tụng nữa, đừng thầy. Mà cô vẫn tụng tới giờ là được quá rồi. Thật ra điều đó là đúng vậy thôi. Khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, lâu lâu tâm mình phóng túng, nghĩ những cái câu chuyện khác, không có gì tội lỗi hết, đó là bình thường. Cái quạt ngày xưa á, nó phóng mình chạy theo, bây giờ mình tu mình có ý thức rồi phải không? Vừa phóng mình biết trở lại, vừa phóng mình biết trở lại. Quý vị nhớ là tu là gì? Tu là sự trở về. Tu nghĩa là mình quay về. Quy y nghĩa là mình quay trở về với Phật chứ thôi. Xưa nay mình làm một người con lãng du, bây giờ mình nhận mình là con Phật, cho nên mình nguyện trở về với Phật, trở về với lời dạy của Phật, trở về với đoàn thể của những bậc thực tập theo lời Phật. Chúng ta gọi là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chứ không có gì hết. Dạ. Như là một câu hỏi thì con á thường hay nóng lắm, mà hồn đó nóng thì hay chửi, mà nghe pháp của thầy trong cái xe con của con internet, nghe thể mà nóng quá cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, con bắt chước cũng ngồi từ từ. Giờ có nguội không? À, vậy tốt rồi. Rồi, có vị già có câu hỏi nào nữa không? Bây giờ không hỏi, rồi mai mốt đi phone đi kiếm. Rồi phone quà cũng được, nó chờ kiếm thầy hơn khó tổng thống nữa. Thầy cho con hỏi là ý nghĩa của tụng kinh Địa Tạng, và khi nào con cần phải tụng kinh Địa Tạng? Cái câu hỏi là ý nghĩa tụng kinh Địa Tạng và khi nào mình tụng đi kinh Địa Tạng. Thưa đại chúng, kinh Địa Tạng là mình nói tắt. Cái bộ kinh này đầy đủ tên là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Công Đức. Hay nếu mà dịch rõ ra là kinh nói về cái bổn nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Quý vị nhớ là Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, và chính cái tâm nó mới lưu xuất được những cái thệ nguyện của chính mình, và chính cái thệ nguyện đó nó mới sanh ra các công đức. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện và công đức. Nếu không có công đức, nếu không có bổn nguyện thì chúng ta đâu làm. Nguyện là cái ước, cái điều mà chúng ta phát nguyện, mà nhờ chính cái sự phát nguyện đó nó mới sanh ra công đức, phải không? Thì trước hết là nói cái tên kinh và cái nghĩa của kinh. Vậy thì cái kinh mà trở về với cái nguồn tâm của mình để mình lập nguyện, để mình tạo công đức, có cần thời gian nào để tụng không? Hay là có thể tụng bất cứ lúc nào? Bất cứ lúc nào. Đâu phải một tháng mới hay là một năm mới gọi là đi tạo công đức đâu. À, cho nên bất cứ hoàn cảnh nào, thời lúc nào cũng có thể tụng kinh Địa Tạng hết. Và quý vị, kinh Địa Tạng á, mở ra thì thấy toàn là nói những chuyện địa ngục,
chuyện tội lỗi, chuyện vậy đó. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu mà mình nhận sự thôi, mình tu cũng tốt. Còn nếu mà mình nghe quý thầy giảng cái lý sâu màu của Địa Tạng, để chúng ta hiểu được tường tận giữa sự và lý của kinh Địa Tạng, thì chúng ta trọn vẹn công đức. Công đức ở đây là gì? Chúng ta thể hiện sự, nhưng mà chúng ta hiểu được cái lý. Mà lý mà hiểu rồi đó, thì chẳng những không bỏ sự. Sự là gì? Sự là hình tướng, là sự việc. Cái đó là sự đó. Còn lý là cái ý nghĩa thâm sâu. Nếu chúng ta hiểu lý mà chúng ta vẫn không bỏ sự, thì chừng đó có phải là thật sự đúng là công đức bổn nguyện không? Mình hiểu mà mình chẳng bỏ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình biết được á, cúng nước á, trên bàn thờ á, chẳng qua là một cái biểu tượng. Nước là tượng trưng cho thanh lương, trong sạch, định tĩnh. Cho nên cúng chung nước trên bàn thờ là nhắc nhở mỗi người chúng ta phải luôn luôn trong sạch, vắng lặng như nước. Hiểu cái lý đó, ôi thôi vậy dẹp khỏi cúng, miễn tâm tu tịnh được rồi. Nếu anh hiểu được lý, anh vẫn không bỏ sự, anh để chung nước để hiển sự, để cái ly nước đó để làm cái biểu thiện, biểu thị cho sự, để có cơ hội anh chỉ vô ly nước, anh nói lý cho người ta nghe. Tại vì nếu không bày ly nước, người ta không khởi tâm thắc mắc, thầy ơi thầy, tại sao phải cúng nước? Làm sao mình có cơ hội mình nói cho người ta nghe? Như vậy khi chúng ta hiểu lý mà chúng ta vẫn không bỏ sự, chừng đó chúng ta mới lý sự viên dung. Mà lý sự viên dung thì công đức trọn vẹn, bổn nguyện. Pháp Hòa ví dụ quý vị dẹp không thờ ông bà, thì con cái nó đâu có thắc mắc, má ơi má, ông này là ai vậy má? Thì mình mới nói cho nó nghe, đây là ông ngoại của con, là ba của má. Mình dẹp luôn cái bàn thờ thì nó không có thấy cái tướng hay là gì, nó làm xong sao nó đặt câu hỏi. Hiểu ý không? Thành thử ra Địa Tạng, địa là tâm, tạng là địa là đất, tạng là chứa. Mà đất thì phải chứa, mà đất chứa đây là đất tâm. Đất tâm của mình chứa thiện, chứa ác, chứa đủ hết tất cả mọi hạt giống. Nhưng mà nhờ bổn nguyện, cho nên dù bất cứ một cái hạt giống nào gieo vào trong tâm, mình cũng biến nó ra thành những hạt giống tốt hết. Cho nên công đức. Bây giờ Pháp Hòa làm vườn, Pháp Hòa biết làm ủ, làm phân ủ. Quý vị cứ cho Pháp Hòa hết mấy cái vỏ rau mà quý vị bào đi, Pháp Hòa đem vô trong vườn, Pháp Hòa ủ là thành phân. Như vậy thì tại Pháp Hòa biết làm cái phân ủ đó để trồng cây, thì quý vị có cho rác cỡ nào Pháp Hòa cũng có cách Pháp Hòa chuyển hết. Rồi quý vị đem trong đó dục những cái bao ni lông, những cái chai nhựa, Pháp Hòa vẫn có thể lôi nó ra, bỏ nó vô cái thùng recycle để mình recycle nó ở cái phần nhựa. Đó, Địa Tạng đó. Giờ khi mình có được cái tâm như vậy rồi đó, thì bất cứ việc nào chúng ta làm cũng lưu xuất từ bổn nguyện, và từ bổn nguyện nó ra công đức hết. Như vậy, trong kinh Địa Tạng nói cái sự, mình hành sự cũng tốt. Nhưng mà mai chiều kia mình hiểu được cái lý rồi, vẫn không bỏ sự. Nhưng mà bây giờ chúng ta hành sự và có lý, cho nên dẹp nó đi vì hoàn cảnh nào đó cũng không thấy thiếu thốn, để đi cũng không gọi là dư. Quý vị hiểu được chỗ đó. Khi chúng ta hiểu được lý sự rồi đó, chúng ta dung nhập với tất cả mọi nơi. Mà cái này là lý của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm có nói bốn chuyện: sự sự vô ngại, lý sự vô ngại, phải không? Khi mà chúng ta lý vô ngại, sự vô ngại, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, thì đó là tại vì cái tâm chúng ta dung nhiếp được hết.
Vô ngại là gì? Khi mà chúng ta thông suốt được rồi thì chúng ta hài hòa, chúng ta hội nhập với cả pháp giới này, với tất cả việc làm này mà không có gì trở ngại hết. Bác làm gì? Phỉ báng chi? Thay vì mình phỉ báng, mình tạo thêm cho Phật tử, tạo cho cái chúng sanh, cái hành giả đó thêm một cái tâm phỉ báng, đâu có lợi. Thay vì vậy phải không? Mình nói cái ý nghĩa đi, cho người ta vẫn hành trì mà người ta sanh ra cái tâm công đức, khỏi phỉ báng. Có nhiều khi á, mình thấu lý rồi, bắt đầu mình bác. Bác cái này, bác cái kia, bác để làm gì? Mà có một số quý Phật tử á, lý thì không thông, mà nghe ai nói á, thì thích chạy theo để bác. Cho nên rồi đi lên rồi cũng bác này bác kia, mà rốt cuộc chúng ta chỉ tạo cái lỗi, cái nghiệp, cái tập khí là đụng chuyện gì cũng bác, mà không có lý nào mình thông. Mình là cái người giảng pháp thì chúng bây giờ người ta đang ở trong cái lý đó, cái sự đó đó, chúng ta có hay, có tốt, có giỏi thì chúng ta nên pha vào cái đạo lý để làm sao người ta nhận được cái sự đó người ta làm. Nhưng bây giờ người ta có thêm cái lý màu, có phải là nó tốt hơn? Thí dụ bây giờ một cái người bệnh, họ không biết họ ăn cơm. Trời ơi trời, cơm mà ăn, mình nói chi mấy chuyện đó, dẫn cho người ta ăn cơm. Nhưng chỉ lại, cơm chị ăn nó cứng lắm, tôi bày cho cái cách này nè, nó ăn nó mềm ra, chỉ cho người ta nấu cháo người ta ăn cũng là cơm. Nhưng bây giờ người ta ăn bản gì? Ta ăn một cái chất thể nó mềm hơn. Thôi Hòa mới nói thầy trụ trì, giờ cái đường ruột thầy không tốt, mấy cô ở đây hay nấu cháo cháo ngũ cốc, thầy ăn cháo ngũ cốc tốt, tiêu hóa dễ, đủ dinh dưỡng, mà đường ruột thì không có bị chặt, nhuận trường tốt, thí dụ vậy. Cho nên cái cách của Pháp Hòa, hay là mình nói đúng hơn là nếu mà chúng ta là cái người hiểu được Phật pháp, quý vị thấy á, mình học được từ Đức Phật, ai làm cái gì á, Đức Phật không có bác bỏ người ta liền. Đức Phật hỏi lý do, rồi Đức Phật mới nói tôi không nói cái này là không đúng, nhưng trong giáo pháp của tôi có cách này nè. Pháp Hòa ví dụ, quý vị đọc trong kinh kinh Thiện Sanh, có một chàng thanh niên trẻ tuổi, sáng nào cũng đi ra trước cửa chùa, cửa nhà lại sáu phương. Phật hỏi tại sao anh lại sáu phương? Nói dạ tôi không biết, tôi thấy ba tôi ngày lại sáu hướng thì tôi cũng lại sáu hướng theo. Đức Phật mới nói tôi không nói là anh làm như vậy là không tốt, nhưng trong giáo pháp của tôi lại sáu phương hướng là tượng trưng cho sáu việc. Hướng đông là cha mẹ, hướng tây là thầy tổ, hướng nam là gì gì đó. Đức Phật nói sáu hướng. Thật ra lúc đó là Đức Phật ứng cái duyên đó mà Đức Phật đưa ra một cái pháp để cho mình, người ta vẫn lại sáu phương, nhưng giờ người ta không mù mờ, người ta không có làm một cách nghĩa là máy móc nữa, mà người ta làm sao? Người ta làm một cách có hiểu biết. Đó là cái cách của Đạo Phật. Đó là cái cách của Đạo Phật. Cho nên thậm chí có những vị người ta đốt giấy tiền vàng bạc, Pháp Hòa cũng không bác. Nhưng Pháp Hòa thôi, bây giờ quý vị làm theo cái tâm tình, làm cái tâm tình, quý vị đốt giấy tiền được rồi, khỏi phải mua nhà mua cửa chi đốt. Pháp Hòa nói đùa, nhưng mà trong cái đùa đó Pháp Hòa ví dụ đi, mình đưa nhà đưa cửa chi cho cực, đưa tiền thôi, tao muốn mua gì tao mua. Mình nói vậy để làm chi? Người ta giảm cái phần đốt nhà đốt cửa, mà đốt nhà cửa nó mắc dữ lắm, quý vị hiểu không? Mà cái trong khi đó một cái sắp giấy 100 đô á, sắp giấy 100 đô hay 100 ngàn đô gì, cả trăm tờ vậy nó có hai bạc à.
Ta đốt một sách đó là bạc triệu rồi. Gửi vài triệu xuống, ông bà muốn mua gì mua. Mình nói cho người ta vừa nó có nó đơn giản mà người ta dễ nhận, mà mình không bán người ta. Pháp Hòa không bán gì hết. Ai muốn gì lên Pháp Hòa cũng hỏi xong rồi mình thổi vào đó. Cái đạo lý tại sao mình phải bác, mà mình bác mà có những người á, người ta chỉ học cái cách bác của mình rồi ta đứng lên ta cái gì người ta cũng bác, mà thật sự người ta chưa hề thông hiểu gì hết. Có phải là mình tạo cho người ta một cái điểm chuyện gì cũng bác không? Không cần. Và trở về Kinh Địa Tạng cũng vậy, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể tụng Kinh Địa Tạng hết. Nói một cách khác, Địa Tạng là trở về với tâm. Thì lúc nào mà chúng ta không cần trở về với tâm, phải không? Khi chúng ta không trở về với tâm, hay nói cách khác, tâm không lên thiên đường thì tâm sẽ xuống địa ngục. Cho nên trong Kinh Địa Tạng mở đầu bằng một cái chuyện là Đại hội Vân Tập. Tất cả Vân Tập ở đâu? Cõi trời Đao Lợi. Như vậy thì Phật, Bồ Tát, mọi người, chúng quỷ thần, quý vị đọc cái phẩm đầu phải không? Thần núi, thần sông gì, các vị đều có mặt trong pháp hội đó hết. Như vậy là đó là cái giây phút mà mọi người đang hướng thượng hết. Tất cả các loài đều hướng thượng, cho nên tất cả đều có mặt ở cõi trời Đao Lợi. Rưỡi hương, rưỡi hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Thấy bao nhiêu cái cảnh đẹp đó, bắt đầu mọi người mới thắc mắc: trời người bạch Phật nhân gì thế? Phật rằng: Địa Tạng đến thiên đường. Bữa nay Địa Tạng không có ở đâu, không ở dưới địa ngục nữa, bữa nay Địa Tạng lên thiên đường. Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Phật Bồ Tát đều tin tưởng quy y với Địa Tạng. Có phải là quy y với tâm không? Anh tu mà anh không trở về với tâm thì không làm gì được hết. Cho nên bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tụng Kinh Địa Tạng. Và không cần phải gọi là đợi tới cầu siêu mới tụng Địa Tạng. Cầu an cũng tụng được, cầu bất cứ chuyện gì. Tại vì khi mà chúng ta tụng, chúng ta hiểu được cái, bây giờ cho là chúng ta hiểu sự không cũng tốt nữa. Biết lãnh ác làm lành là đúng bổn nguyện của mình rồi. Cái thứ hai, cũng có một câu hỏi kiếp đang nói thì Pháp Hòa nhớ có một vị hỏi Pháp Hòa là: tại sao các chùa từ mùng 1 cho đến rằm thì tụng Vu Lan, rồi sau rằm tháng 7 cho tụng Địa Tạng, sao không tụng kinh khác mà lại các chùa đều tụng như vậy? Trước hết, nói các chùa thì phải xác định là các chùa theo Phật giáo Bắc Tông, còn các chùa theo Phật giáo Nam Tông không có tụng. Vì bên Nam Tông không có Kinh Địa Tạng, người bên đó thì người ta có những cái phần kinh riêng. Còn riêng Bắc Tông có một quyển Kinh Địa Tạng, theo Phật giáo Đại Thừa có Kinh Địa Tạng, và các chùa theo Phật giáo Đại Thừa đều tụng. Mà tại sao lại tụng cái thời điểm đó? Có hai lý do. Một, mùa Vu Lan còn được gọi là mùa gì? Xá tội vong nhân, phải không? Tức là cái mùa theo cái quan niệm nhân gian là mùa đó là mọi người phải hỷ xả cho nhau, lấy cái hình ảnh địa ngục làm mẫu, làm chuẩn, xả hết tất cả tội nhân ở dưới địa ngục. Thì cái mùa đó chúng ta đây cũng phải thực tập cái pháp môn gì? Xả thứ tất cả những ai lầm lỗi với mình. Như vậy chúng ta mới đúng là cái tinh thần làm lễ Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân đó. Còn mình còn giận người này, còn hận người kia thì chưa phải là xá tội vong nhân. Rồi, thứ hai, vì cái mùa đó là để cầu siêu cho ông bà tổ tiên đó, cho nên đó, từ ngày mùng 1 cho đến rằm tháng 7 là đó là mùa Vu Lan, cho nên chúng ta tụng Vu Lan. Và sau Vu Lan rồi chúng ta vẫn còn trong mùa báo hiếu, cho nên tụng Địa Tạng để cầu an, cầu siêu cho ông bà tổ tiên còn tại thế hoặc quá vạn.
Cái ý thứ hai là gì? Là bởi vì ngày 30 tháng 7 âm lịch là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy cho nên chúng ta tụng kinh Địa Tạng vào cái dịp đó, trước là cầu nguyện cho ông bà gia đình, hai là kỷ niệm vía của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Vì vậy cho đó là lý do tại sao mà các chùa Bắc Tông thường tụng Địa Tạng từ rằm cho tới 30. Vì 30 tháng 7 là vía của Bồ Tát Địa Tạng. Quý vị hiểu ý ha. Vậy thì qua cái câu hỏi của chị đó, thì Pháp Hòa cũng xin thưa là tất cả những cái kinh điển mà trong Phật giáo Đại Thừa đó, rất nhiều những cái hình ảnh mà chúng ta nghe chừng như khó chấp nhận, nhưng mà thật sự tất cả những cái đó là một hình ảnh biểu tượng. Quý vị muốn hiểu theo sự cũng được. Nếu mà chỉ cần người đó hiểu sự mà bỏ được những cái việc làm đó thôi cũng đã là quý rồi. Cũng đã là quý rồi. Huống chi là mình hiểu luôn cả được cái đạo lý nữa thì quá tốt. Cũng như giờ mình nói: Phật ơi, con rót nước cúng Phật, Phật về uống nước nghe. Cũng được nữa. Để sẵn đây Pháp Hòa mới kể chuyện cầu nguyện. Thì có cái em Phật tử đó đó, em mới kể Pháp Hòa, nó đi làm về ngày nào nó cũng tấp vô chùa, bị chùa có cái tượng Quan Âm Lộ Thiên á, lại Phật ngoài Lộ Thiên vậy thôi rồi về. Kêu hỏi gì chứ con, mỗi lần mà con lại Phật vậy con khấn gì? Nên đây trước hết con khấn vậy nè. Nên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin chúc cho Phật Thích Ca mạnh khỏe vui vẻ, ăn nên làm ra, chúng sanh dễ độ, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nó nói vậy cái Pháp Hòa cười, mình hồi nào giờ mình đâu có nghe. Cái xong hỏi: ủa mà sao con khấn vậy? Nó nói: thầy nghĩ coi, ai tới với Phật cũng xin không à, không ai hỏi thăm Phật hết á. Dễ thương không? Nói con lợi Phật, cái con nói Nam Mô Bổn Sư Ca Ni Phật, hôm nay con tới thăm Phật, con muốn hỏi Phật hôm nay có khỏe mạnh không, con cầu chúc Phật khỏe mạnh an vui, dồi dào sức khỏe, ăn nên làm ra, làm ăn phát đạt. Nói như chuyện thế gian của mình, nó tới nó chúc Phật y vậy đó. Rồi xong qua hỏi: vậy chứ sao con nói vậy? Nó nói: tại vì con thấy ai tới với Phật á, cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Ca Phật, Phật phù hộ cho con mạnh giỏi, chuyện này chuyện kia toàn là xin Phật mà không ai quan tâm tới Phật hết á, không ai hỏi thăm gì Phật, không ai chúc gì Phật hết á. Còn chúc Phật trước hết á, còn không có xin gì á, còn mà ngày nào con cũng tới trước Phật con chúc Phật vậy, Phật gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt, thế gian nó nói gì nó đem Phật, nó tặng Phật Thích Ca hết trơn. Dễ thương không? Mà nó có tội không? Không có tội gì hết. Không có tội gì hết đó. Nó là cái tâm của nó. Mà nó nói ra được điều đó, mình mới thấy nhỏ này nói hay. Mà nó nói có lý chứ. À, mình làm thầy chùa mấy chục năm mà mình còn chưa cầu, mình chưa chúc Phật. Mình chưa tới Phật hỏi Phật bữa nay có mạnh giỏi không, bữa nay làm ăn khấm khá không. Mà để dám tới nó nói còn chúc Phật mạnh giỏi, làm ăn khấm khá. Nghe thương ghê vậy đó. Cho mấy đứa đó tâm nó thành lắm. Mà nếu mà người nào không biết, mình mà chúc tầm bảy tầm ba, mình nói tầm bảy tầm ba, mày tội chết mày á mày. Nhưng mà Pháp Hòa hoàn toàn thấy nhỏ này quá dễ thương, mà không chừng Phật còn chứng cho nó dữ nữa. Mày tốt. Ai tới cũng xin xỏ không à, có con nhỏ này tới nó chúc và nghe mát tai vậy. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy á để đại chúng hiểu á, trong Phật giáo á, chúng ta không vì nhận lý mà bỏ sự. Tại vì cuộc đời này phải lý sự viên dung, phải lý sự viên dung đó. Pháp Hòa nói ví dụ như á, mình thỉnh một tiếng chuông, nó là một cái tiếng phát ra thôi. Hồi xưa trong luật á, gọi là tiếng kiền chùy. Trong luật gọi là kiền chùy. Kiền chùy là gì? Bất cứ một cái thứ đá đồng gì đó mà nó phát ra được một cái tiếng để nó làm cái hiệu lệnh, tất cả tiếng đó gọi là kiền chùy hết. Có khi người ta lấy một miếng đá mỏng mỏng, ta treo, ta đánh một cái bon, nó phát ra cái tiếng, cũng là kiền chùy. Ở Việt Nam mình á, trường học á, nó lấy cái vành xe đó,
Quý vị có nhớ hồi xưa mình đi học lấy cái vành xe treo ở trường, đánh beng beng vô cái đó cũng là kiềm chùy. Lấy cái miếng gỗ gõ cốc cốc, cái tiếng gì nó phát ra nó thành hiệu lệnh đều là kiềm chùy. Vậy thì cuộc đời này chúng ta không có lấy lý mà sống, phải lý sự. Nếu mà cuộc đời chúng ta chỉ nói lý thì thôi, khỏi làm gì hết. Thắp nhang, thắp chi, lại Phật, lại cái tượng nó làm gì, nó xi măng mà, phải không? Rồi cái gì chúng ta cũng bác hết thì coi chừng cũng có người bác mình á. Cho nên thay vì chúng ta bác, chúng ta không bác. Cái hay á, nếu mà anh giỏi đó, anh nhận ra cái sai phải không, anh cung ứng một cái đúng đi, lấy cái úng đó ôm được cái sai. Thí dụ như á, cái đứa em trai á, nó hỗn với đứa anh, mình không bao giờ nói mày đánh nó, mày đập nó cho tao, mày đập nó chết đi tao tù chứ. Có phải mình xúi hai anh em nó ấu đá không? Em nó sai, con dạy nó, rồi cái cách của con sống làm sao để con dạy được cho em. Lấy cái tâm lượng của một người anh ôm ấp đứa em đó, chứ không thể nào mà mình xúi đứa em nó, đừng anh đánh thằng em gì thằng em nó hổn hết. Mà chúng ta phải lấy mọi phương tiện làm sao chúng ta ôm ấp được đứa nhỏ đó. Đó là cái cách của đạo Phật. Thì qua cái câu hỏi Pháp Hòa nói nhiều hơn để cho đại chúng nhận được cái đường lối tu tập của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta nhận được cái đó rồi thì quý vị thấy cuộc sống này mình không bác ai hết, mình không có bao giờ mình chống bán ai hết, mà ai cũng có cái để chúng ta mượn cái đó để chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa. Câu hỏi là công đức và phước đức. Thì cái điều này Pháp Hòa cũng có trả lời một vài lần. Khi mà chúng ta đem cái của cải vật chất chúng ta cho, hay là lấy tiền chúng ta cúng dường, cái đó là phước đức. Còn khi mà chúng ta cái hành xử của cái việc cho đó, cái hạnh đức của cái cách cho đó, cái cách cho đó nó sanh ra công đức. Pháp Hòa ví dụ như mình cho người ta tiền mà mình dục vô mặt người ta vậy nè thì cũng có phước, nhưng mà đó mới phước thôi, mà công không có, nó tổn ở cái mặt cái cách cho đó. Cái của cho thì có rồi mà giờ cách cho không có. Cũng giống như mình chăm sóc người bệnh đó, mình cho người ta thuốc, mình giúp cho người ta, nhưng mình dằn, mình dằn vặt người ta thì cái đó nó thiếu đi cái hạnh. Cho nên đó, của cho và cách cho, của cho là phước đức mà cách cho là công đức. Rồi mình đi vô trong chùa nè, mình công quả là phước đức, mà cái cách mình đối xử với nhau trong cái công việc đó là công đức. Ví dụ như mình nấu ăn là công, là phước thôi, phước đức. Nhưng không lấy cái chuyện gọi là cái công cán của mình để sỉ vả người khác, để nạt nộ người khác, để uy quyền với người khác, cái đó gọi là công đức. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm, phước đức công đức nó phải đi đôi. Vì cái cách chúng ta hành xử, quý vị hiểu ý vậy đó. Một cái người, người ta tới người ta xin một miếng cơm, mình sẵn sàng mình cho người ta cơm, nhưng mà cái cách mình cho nó có cái vẻ nó làm cho người ta tổn thương, ta tự ái, người ta bị mặc cảm, thì mình cũng bị tổn giảm cái lòng từ của mình.
Mà nếu chúng ta có tuệ giác, chúng ta có lòng từ lớn hơn á, thì chúng ta phải biết rằng cái người này á, người ta rất là dễ bị mặc cảm, cho nên mình phải cố gắng hết sức đừng để người ta bị tổn thương ở trong lòng. Người ta đừng có để cho người ta bị mặc cảm là người ta là người xinh xỏ, người ta là người nghèo thiếu, thì cái đó là phước, là công đức. Còn cái cách mình cho, cái của mình cho là phước đức thôi. Đó là nói về phước đức, công đức. Còn về cái việc mà chúng ta đang thờ Phật, rồi mai chiều chúng ta có cơ hội, có điều kiện, thì chúng ta có một cái ngôi nhà nó to hơn, thì những cái tượng Phật đó mình làm gì? Nếu như mà nó còn tốt, chẳng qua là nó nhỏ thôi. Bây giờ cái nhà mà nó to quá, mình để cái tượng nhỏ nó không cân xứng, thì một là chúng ta giữ những cái tượng nhỏ đó, chúng ta làm những cái tượng để trưng trong nhà. Hai là chúng ta tặng cho những ai mà có nhu cầu muốn thỉnh. Không được nữa thì đưa vô trong chùa, gửi vô chùa để chùa ai có cần thì chùa tặng lại cho người khác đi, người ta khắc thờ. Còn như nếu trường hợp những cái tượng bị bể, mà nếu mà nó bể mà mình có thể dán lại được, mà để chúng ta có thờ đi nữa cũng không sao hết, đừng có sợ cái chuyện đó. Còn trường hợp mà nó lỡ nó bể nát hết trơn, không còn làm được gì, thì mình có thể làm một cách là chúng ta đem đi đổ dưới gốc cây, lâu ngày nó thành ra phân bón với những tượng thạch cao, hoặc là mình để vào những cái chỗ recycle. Có khi thì người ta để xuống sông. Còn ngày xưa ở các chùa hay có một cái tháp hay là dưới gốc cây gì đó, ta để đó lâu ngày cho nó mục, nó rã ra ở trong đó. À, nếu mà hình giấy á, thì chúng ta có thể đốt đi, không có sao hết. Hoặc là giả như kinh sách đi, thí dụ giữ quyển kinh mà quý vị cũ quá, bây giờ mình không còn đọc được nữa, mình cũng có thể recycle. Hoặc là những quyển kinh mình in nó hư, nó trật, mình recycle. Mình không có làm gì bất kính hết á, chẳng qua là từ cái quyển kinh này nó cũng từ giấy recycle mà in ra. Bây giờ quyển kinh này in nó hư, mình không sử dụng được, thì mình có thể để vào recycle để nó tiếp tục, nó recycle, nó chế tải để tiếp tục cho những tờ giấy, những quyển kinh khác có mặt. Đại chúng nhớ là mình không làm cái gì bằng cái tâm bất kính của mình, nhưng chúng ta biết đưa những cái hư đó, những cái thừa đó đi vào cái đúng chỗ của nó, để nó tiếp tục, nó chế tác trở lại, nó luân hồi, nó tái sinh trở lại để nó phục vụ tiếp thôi. Ví dụ như thời buổi bây giờ là CD là trời ơi, thôi chùa nào không biết ở trên Pháp Hoa có bị không. Trúc Lâm là cứ sáng sáng lâu lâu ra là thùng thùng. Còn không thôi là ngày Chủ Nhật á, họ đi chùa sẵn vậy cái bưng vô. Mà bây giờ mở ra quý vị biết không, 50% băng giảng, 50% phim Tàu. Tôi nói nhạc à, cái gì của Paris by Night, Gala cười, Asia gì, họ để thùng thùng, họ dồn hết tất cả CD bây giờ dồn dụng chùa hết. Mình làm gì giờ? Không lẽ mình ngồi xuống mình lựa, nó coi nhạc nào hay đó tôi lựa tôi đem về tôi coi. Tất cả đều đem vô recycle hết. Mình đâu có tâm, mình biết đưa nó vào đúng cái vị trí nó có thể trở lại nó sử dụng tiếp. Còn nếu mình bất kính, mình đem dục thùng rác hay một cái gì đó, thậm chí giờ mình sơ ý mình đem dục rác, mà mình lòng mình hoàn toàn không có một cái tâm bất kính gì hết, chỉ qua là vô tình sơ ý mình hốt rác nhầm mình dục đó, không có sao, cái đó không có tội lỗi gì. Nhưng mà ở đây cái trường hợp là nếu mà một cái xã hội cái gì mà nó dư mà không sử dụng được thì chúng ta phải biết cách chúng ta gọi là tái chế nó. À, chúng ta gọi là recycle được hết, không sao hết. Ở Việt Nam á, nó đỡ hơn là vì á, có những cái chỗ người ta chuyên môn thu nhận tất cả tượng Phật bị bể, bị hư, rồi người ta đắp lại, ta đắp, người ta sơn phết lại. Việt Nam nó có những cái chỗ như vậy đó, trung tâm thu nhận tất cả những tượng Phật, kinh sách, ai không sử dụng đem lại hết đằng đó để, rồi người ta bắt đầu người ta lựa lại. Kinh người ta để theo kinh, sách người ta để theo sách, rồi chùa nào có nhu cầu
tới đó nhận. Phật tử nào thích thờ tượng mà không có khả năng mua sắm, có thể tới đó thu nhận những tượng người ta đã sửa sang lại rồi đem về thờ. Kinh sách nào mình thích, có nhiều chùa dư quá cũng đem tới đó chở để đó, rồi ai có chùa nào thiếu người ta tới người ta thu nhận. Ở đây mình khó hơn, mình không có những cái trung tâm như vậy thì chúng ta có thể recycle. Còn đối với những tượng Phật thì quý vị đưa vô trong chùa để nhờ các thầy giúp cho mình. Mình ở nhà tại gia có thể mình không dám làm, mình sợ tội. Thật ra thì mình làm cũng được, không sao hết á. Nhưng mà đa số thì các vị hơi ngại, thì thôi các vị có thể nhờ quý thầy giúp. Còn lỡ chùa nào không giúp thì mình tự mình giải quyết, mình đốt đi hoặc là mình recycle vậy thôi. Chứ bây giờ là mình không thể dục thùng rác, vì mình bỏ thùng rác cái tự mình cảm thấy có một cái gì đó bất kính. Còn nếu mà chúng ta tái chế lại thì tốt hơn nha. Thầy cho con hỏi là vấn đề ăn chay thầy, tại vì con có tập là như một tháng ăn thì hai ngày là mùng một với rằm, nhưng mà con nghe nói là không được ăn hành với lại tỏi. Con không biết là gì đó đúng không thầy, hay là với lại con không hiểu là tại sao con thích. Thật ra đó, cái chuyện ăn hành, ăn tỏi đó, nó không có gì, nó chỉ là rau thôi. Nhưng mà cái chính đó, là bởi vì ở trong cái rau đó nó có cái chất nồng. Nó có hai việc. Một đó, là mình ăn nhiều đó, thì nó tạo ra cái mồ hôi cũng như cái hơi thở. Điều thứ hai á là trong cái chất đó đó nó có nhiều cái kích thích tố. Vì vậy cho nên cái chính là các vị xuất gia cần kiêng cử. Còn các vị cư sĩ tại gia, các vị ăn chay, thì trừ khi nào mình cảm thấy là mình muốn thanh khiết cái bữa ăn của mình, mình không sử dụng. Hoặc là khi mà mình ăn chay kỳ, một tháng có hai ngày thôi, mình muốn hoàn toàn cái bữa ăn đó được tinh khiết thì chúng ta kiêng. Mà chính yếu là các vị xuất gia. Mà các vị xuất gia ở đây cũng cần nói là chúng ta không có lạm dụng một cách thái quá. Còn thí dụ lỡ chúng ta đi đâu hay là ai đó nấu một chút, nó cũng không có cái gì trong vấn đề là phạm giới hết. Chuyện hành tỏi này nó không phải là chuyện sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Hiểu ý không? Bốn cái chính của chúng ta cần phải ngăn chừa, đó là bốn cái lỗi lớn. Còn những cái việc như là ăn uống, chẳng qua là nó hỗ trì cho cái sự tu tập của mình. Nó không phải là cái giới trọng yếu, nhưng nếu chúng ta ngăn chừa được nó thì nó cũng giúp cho cái phần trọng yếu này không vi phạm. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên đó, các vị xuất gia giảm ăn hành tỏi để mình có thể không vi phạm. Khi mà cái kích thích tố nó mạnh quá thì chúng ta có thể sanh những cái lỗi do cái sinh lý nó mạnh thế thôi. Nhưng mà nó không phải là cái chính đó. Ví dụ bây giờ mình bên Ấn Độ đó, hồi xưa thời Phật, Phật đi khất thực, Phật đâu có bao giờ hỏi cái này có tỏi không, cái này có hành không. Đã đi khất thực rồi thì ai nấu gì mình ăn nấy chứ đâu có được quyền, phải không? Ngày nay chúng ta là những người không còn đi khất thực, mà chúng ta là những người tự đi chợ nấu ăn. Thì vì chúng ta đi chợ nấu ăn, vì vậy mà chúng ta ăn chay. Đi khất thực thì không có thể quyết định được chuyện đó. Đã nói là khất thực nghĩa là xin ăn, mà ôm bát xin ăn thì người ta để vào bát mình cái gì thì mình thọ nhận cái đó. Còn bây giờ chúng ta không còn chế độ đi khất thực, mà chúng ta tự đi chợ nấu ăn, thì chúng ta nên chọn những món ăn nào không tổn thương đến cái sự
sát sinh thải vật, thế thôi. Còn chuyện hành tỏi chính yếu là các vị xuất gia. Còn các vị cư sĩ, nếu quý vị ăn chay trường, quý vị có tâm muốn hướng thượng tu tập tinh chuyên thì giảm, giảm thôi. Còn ví dụ như lỡ mà mình bệnh đi, bác sĩ nói là, hay là mình nói là mình biết á, hành nó có thể, tỏi nó có thể trị bệnh, trị bệnh cảm, mình ăn cái này để trị bệnh, mình ăn vì trị bệnh, nó khác hơn là ăn để thỏa mãn. Hai cái đó nó khác. Cho nên các vị nên hiểu rõ điều này để mình không có bị vướng vấp. Thấy ai ăn hành tỏi cái mình chê cười, hay là mình cảm thấy là người đó tu hành không đúng. Thưa, không phải đâu, không phải vậy. Đúng hay không á, tham sân si, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, mấy cái đó đó. Còn mấy cái chuyện này nó chỉ là chuyện ăn uống thôi. Nhưng mà Phật pháp á, có cái hay á, là có những cái tuy nó nhẹ nhưng nếu chúng ta ngăn ngừa thì tốt, để nó không có làm cho mình một ngày nào đó mình sẽ vi phạm tới cái lớn. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như bây giờ mình xã hội, xã giao đi chơi với nhau, mặc dù bạn bè thân thiết với nhau, nhưng nếu mình không cần phải tiếp xúc riêng biệt giữa nam nữ dù là bạn thân, để chúng ta tránh đi cái trường hợp tình cảm dễ sinh khởi, rồi có lúc chúng ta không thể ngăn ngừa được thì nó vi phạm, rồi nó đổ vỡ hạnh phúc của đôi bên dù là bạn bè thân. Chứ có nhiều khi mình hay trao đổi partner trong những cái điệu vụ nhảy đầm, những cái khiêu vũ, thì trong khi mà mình xúc chạm mà trong cái, trong một cái bản nhạc đó, thì ít nhiều nó cũng có sự sinh tâm. Thì nếu chúng ta không ngăn ngay đó, ngay lúc đầu, thì có thể chúng ta sẽ bị cái trường hợp đi xa. Thì ở đây Pháp Hòa nói nó cũng vậy. Cái giới nhẹ nghĩa là nó không quan trọng, nhưng nếu mà chúng ta khinh thường nó, chúng ta có thể đi tới những cái lỗi lớn. Rượu không có tội. Rượu không phải sát sanh, không phải trộm cắp, không phải tà hạnh, không phải nói dối. Nhưng nếu chúng ta không ngăn ngừa cái rượu, khi chúng ta uống say, bốn giới này chúng ta có thể vi phạm. Người say rượu có thể trộm cắp, có thể đụng chết người, có thể sát sanh, có thể nói dối, vân vân. Cho nên giới trọng là như vậy, giới khinh là như vậy. Anh hiểu ý chỗ đó ha. Thì quý vị, cái câu này Pháp Hòa cũng nghe rất nhiều lần hỏi về vấn đề hành tỏi đó. Thật sự thời Phật không có cái câu này. Không? Và sau này do kinh nghiệm chúng ta thêm vào, để cốt làm sao cho các vị tu tập nó tinh chuyên hơn, nó thăng tiến hơn. Và thường thường á, chúng sanh mình á, hay có một cái tâm là cái gì mà nó không thành những cái luật lệ quy định, chúng ta khinh thường. Ví dụ bây giờ hiện nay ở Canada mình á, quy định á, nếu mà tập hợp, thí dụ tỉnh bang này đi, tập hợp hơn 50 người bị phạt tới 2.000. Phải không? Ví dụ vậy ha. Thật sự là tại sao? Vì trong lúc này thôi, chứ trước kia chưa hề có cái luật này. Chẳng qua là bây giờ mình đang ở trong hoàng, nếu mà nói khơi khơi, không thi hành cái luật, có thể người ta không tuân thủ đó. Vì phải làm như vậy cho nên mọi người mới tuân thủ. Thế thế thôi. Có những cái nó không lại gì đó, nhưng mà phải thành giới. Để làm chi? Để bảo hộ cho mình. Các vị đến mà đông á, là các vị phải ghi lại tên, số phone. Lỡ có chuyện gì, một người bệnh, thì những người đó có mặt ngày hôm đó sẽ được mời tới để thử hết. Đâu phải điều tra lý lịch gì mình, mà để làm gì? Để có sự bảo hộ bệnh hoạn cho mình thôi. Trong Phật pháp cũng thế. Vì vậy cho nên nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta thấy rằng những gì mà Phật quy định thành giới luật không phải là một sự ép uổng, toàn là những sự bảo hộ cho chúng ta.
Còn câu hỏi nào nữa không? Rồi, mời cô. Thì đã nói là tụng thì cái gì nó có chữ là mình tụng thôi. Mà bây giờ thời đại nó tốt hơn thì kinh điển không còn in ra giấy nữa, mà người ta để trên sẵn trên online. Mình cứ mở online ra mình tụng. Thứ nhất là không có choáng chỗ, thứ hai không xài giấy nhiều, rất là tiện lợi. Bây giờ có nhiều chùa người ta tiến bộ, người ta không còn in kinh sách nữa, mà trên chánh điện người ta làm hai cái tivi lớn, lớn lắm, và sẽ có điều khiển tất cả toàn thể đại chúng tập hợp nhìn lên hai cái màn hình đó tụng thôi. Có người điều khiển hết tất cả mọi trang kinh, và mọi người không cần cầm bổn, không cần in sách vở gì nữa hết. Đấy, tốt thôi, không sao hết. Rồi có một vị đó mới sợ gì nè. Cái iPad á mà mở kinh ra rồi á, bây giờ á tưởng tượng nó là cuốn kinh rồi, không dám dục tầm bậy, đem bàn thờ để không à. Thật sự ra cái đó cũng là cái tâm cung kính thôi, chứ không có gì. Nhưng Bảo Hòa cũng nghĩ rằng mình không cần phải quá như vậy, phải không? Thí dụ như mình xài xong cái iPad theo nguyên tắc bình thường, mình cũng đâu có dục tầm bậy đâu, mình cũng phải để lên đầu tủ, bàn gì đó. Nhưng mà tại vì cái vị này nghĩ rằng đã từng mở kinh trong cái iPad đó rồi, cho nên bây giờ mà để bậy cái sợ tội. Thì thôi cũng không sao, nhưng mà thật tình thì trong Phật Pháp không hề bắt lỗi tội gì những cái chuyện đó. Còn nếu mình kỹ thì cái iPad nào mình để dành chuyên trong vấn đề đọc kinh nghe Pháp cũng tốt, con cái để riêng. Còn cái nào cho mấy cháu nó chơi game, nó làm gì làm, đó là sự kỹ càng, kỹ lưỡng của mình thôi, chứ còn không có cái gì tội lỗi trong việc đó. Bạch thầy, không có đọc lá thư mà lá thư người ta viết cái từ là hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Thì con nghe con không có hiểu, tại vì không phải là nghĩa Việt. Thế cho nên con không hiểu, thì thầy giảng lại cho con nha. Con muốn hiểu mấy cái từ này ạ? Từ gì? Hiếu, đệ, lễ, hiếu, hiếu. Hiếu lễ con không biết, nhưng mà người ta biết chữ đệ, hiếu đệ. Hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Thì là con không có hiểu, con cứ hỏi chứ không có hiểu. Mới lại một cái từ nữa là cái từ tự kỷ, mới lại tự ti. Hai cái từ đấy con cũng không có hiểu. Con mong thầy giảng nghe con nghe mấy ạ. Ai đi đọc bạc. Thật ra những cái đó là những cái những cái lễ nghĩa ở trong đời sống của con người. Mình sống ở đời thì phải có hiếu, tức là chết trước hết là con cái phải có hiếu cha mẹ. Con người là phải có hiếu. Thí dụ như em có hiếu với anh, con có hiếu với cha mẹ, chữ hiếu là đối tốt. Bên cạnh hiếu chúng ta phải có lễ. Lễ là gì? Lễ phép. Lễ phép. Thí dụ gặp người ta phải chào hỏi, khách tới nhà phải chào, gặp người phải chào. Đó, cái đó là gì? Đó là những cái đạo đức căn bản của con người. Con người sống là phải có hiếu, có lễ, rồi phải có trung. Trung là gì? Trung thành. Thấy không? Mình làm, mình đối với ai mình phải trung thành. Chứ thí dụ mình tới hãng đó mình làm, mình phải trung thành với cái hãng đó. Mình không có được làm những cái chuyện phản ngược lại chứ cái hãng đó, để cho hại cho người ta, để người ta phải gọi là phá sản. Tính là gì? Là niềm tin. Người sống phải có chữ trung và tính. Trung là mình gọi là mình thành thật. Tính là gì? Là mình phải có uy tín, nói như vậy là mình phải làm như vậy. Đó là những cái đạo đức căn bản. Hiếu, lễ, trung, tín, là gì nữa? Liêm sĩ. Liêm sĩ là gì? Liêm sĩ là người biết hổ thẹn. Mình sống mình phải biết hổ thẹn. Thí dụ, Pháp Hòa ví dụ thôi ha. Mình ở trước một cái buổi sự, một cái lễ, một cái sự trang nghiêm, thì mình phải ăn mặc cho nó đúng phép. Đó là lễ đó. Cái ăn mặc nó cũng nói lên cái lễ của mình đối với người ta.
Cho nên vì vậy á, mà thí dụ mình đến trước Phật á, mình đảnh lễ Phật là mình bày tỏ lòng cung kính rồi, mà mình ăn mặc hở hang quá, thiêu lễ. Cho nên mình đi ăn tiệc á, cái cách mình mặc đồ á cũng nói lên cái sự trọng người ta hay là mình khinh thường người ta đó. Có nhiều khi mình đi tới một cái tang lễ, không có người nào mà đi tang lễ mà ăn mặc một cái màu rực rỡ. Mà ai mà ăn mặc rực rỡ và vô á, không có đúng với cái bữa lễ đó, là tự nhiên ta nhìn người đó làm sao? Người này không biết, không biết chuyện. Mình đi đám tang mình phải ăn mặc theo đám tang. Mình đi đám cưới thì mình có quyền ăn mặc theo đám cưới. Mình đi chùa mình phải ăn mặc theo cái phong cách của một người đi đạo, đi nhà thờ, đi chùa, đi đạo giáo. Đâu phải là một cái buổi fashion show mà mình ăn mặc coi nó không đủ lễ. Quý cô hiểu ý không? À, thành thử ra liêm sĩ tức là mình phải có cái tầm quý. Mình đi tới đó mà mình thấy rằng sự có mặt của mình á làm cho gia đình người ta xáo trộn, sự có mặt của mình làm cho người khác phải phiền não, thì người có cái sự tàm quý người ta sẽ rút lui. Tại vì sự có mặt của mình không đem lại lợi lạc cho gia đình người khác, mà chỉ làm tổn thương, làm bại hoại cái gia đình của người đó, làm cho cái tình cảm của gia đình người đó bị tan biến, thì tự mình phải biết liêm sĩ, phải biết tàm quý mà mình rút lui. Còn mình cứ khư khư mình ở đó thì người ta sẽ nói là sao? Người này không có liêm sĩ, không có cái sự gọi là tàm quý. Ở đó người ta coi thường, người ta khinh bỉ, mà mình cứ lì mình ở đó. Đó là những cái lời, vì mình không biết tự mình trọng mình thì người khác cũng sẽ coi thường mình. Cho nên cái đó là những cái lễ phép, những cái đạo đức căn bản của các bậc cổ đức ngày xưa đặt để cho một con người theo cái truyền thống Á Đông. À, và trong kinh á, Đức Phật có dạy một bài kinh gọi là kinh Thất Tri. Thất Tri là bảy cái biết. Trong đó có một cái biết gọi là biết thời. Biết thời là sao? Mình tới đâu, mình làm gì, mình phải biết thời gian tới, thời gian về. Thí dụ mình tới chơi, mình đã nói người ta mình tới chơi mà, mình ở chơi nãy giờ nói chuyện xong xuôi cũng tiếng 2 tiếng rồi, thôi mình xin phép mình về để người ta còn lo việc của người ta nữa. Trời ơi, hỏi anh có bận gì không anh? Cái người ta nói dạ chút xíu tôi cũng đi công chuyện, mà cứ ngồi hoài lát anh có bận gì không anh? Mà thậm chí người ta cứ, mình làm việc mình tới cứ, mình nói chuyện mình tới cứ nhìn cái đồng hồ hoài. Tự mình phải hiểu biết thời đã tới, chúng ta đi. Chúng ta tới đúng lúc, chúng ta ra về đúng giờ. Thậm chí mình định ở chơi lâu mà mình bước vô mình thấy không khí đó coi bộ không ổn rồi, xong công việc ngắn gọn rồi cáo từ sớm để mình không có bị người ta phiền. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên trong kinh cái Thất Tri Phật có nói biết pháp là một cái biết, mà phải biết nghĩa nữa. Thí dụ như hỏi biết thỉnh chuông không? Dạ biết. Thỉnh 3 tiếng bon bon bon. Cái đó chỉ biết thôi mà chưa tới cái pháp nữa. Cái phương pháp thỉnh chuông làm sao? Phương pháp thỉnh mõ làm sao? Rồi khi mình thực hiện cái đó gọi là biết pháp không? Rồi phải biết nghĩa là biết cái pháp đó nó gồm cái nghĩa gì. Mà người biết pháp biết nghĩa mới gọi là biết việc. Cho nên khi mình tụng á, Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Đà Ra Ni là gì? Là tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa, biết hết tất cả các pháp, thông thấu tất cả các nghĩa mới gọi là Đà La Ni. Mà người nào được cái biết cái pháp, biết cái nghĩa thì người đó hành xử lý không có bị trở ngại. Cô hiểu và nói vậy đó. Thôi chắc
Rồi câu hỏi cuối nha. Kính bạch thầy, con có nghe một bài pháp nói một vị hòa thượng tham thoại đầu, ai là người niệm Phật, phải tìm cho ra ai là người niệm Phật. Mà mình đang ngồi niệm Phật mà hỏi ai là người niệm Phật, vậy tìm cho ra ai? Con không hiểu. Hiểu ý không? Thì trước hết á, đây là một pháp tu thiền. Mà cái thiền này á, được gọi là tổ sư thiền. Thiền có hai loại, gọi là Như Lai thiền. Như Lai thiền là thiền quán hơi thở, thiền chánh niệm, ăn biết ăn, uống biết uống, đi biết đi, làm việc biết làm việc. Làm việc gì mình chánh niệm việc đó, cái đó gọi là Như Lai thiền. Còn tổ sư thiền á, là kiểu dạng vậy nè. Nói tới hỏi đường trả lời nẻo vậy đó. Hỏi bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con tu. Nói uống trà đi, không dính dáng gì chuyện tu hết mà lại tu. Tại sao? Tham là tham cứu, tham cứu dính vào đó, dính mắt dính vào cái đó, nghiên cứu cho ra cái câu đó gọi là tham. Thoại đầu là một câu ngắn gọn, ví dụ như câu này nè: ai là người niệm Phật? Đó là thoại đầu đó. Bây giờ anh tham câu đó đi, tham thiền câu đó, tham quán câu đó. Ai là người niệm Phật? Ai? Ai là người niệm Phật? Thì khi cái tâm mình nó bận vô cái chuyện ai là người niệm Phật, còn tâm nào để nghĩ chuyện khác không? Không. Đó là một cách chánh niệm. Nhưng mà ông nói chơi làm vậy đó, làm rùm beng ra vậy đó. Nhưng mà tới hồi hiểu ra không có gì rùm beng hết á. Thí dụ Pháp Hòa mới hỏi câu, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Pháp Hòa bữa đó, Pháp Hòa mới vô bếp, Pháp hỏi một chị nấu bếp bữa đó. Pháp hỏi Chạy níu y dần. Chị không hiểu Pháp Hòa nói cái gì mà suốt buổi chiều đó chị cứ tham cái câu đó thôi. Chẳng níu y dần. Cái tới cuối cùng chị không ra gì hết. Thầy ơi, thầy hỏi câu gì? Thì chạy ở gì? Chạy níu là chiều nay, y dần là ăn gì? Trời đất ơi, vậy thầy không nói. Thì thật ra nó cũng là một câu đó. Nhưng mà khi mình bận rộn một cái câu mà nó không có cái gì nghĩa gì hết á, phải không? Thì mình không còn suy nghĩ chuyện khác. Đến khi nào mình phá vỡ ra, trời ơi trời, có gì đâu, thì tôi là người niệm Phật. Nó cũng, nó hai cái nghĩa. Nhiều khi mình ngồi mình niệm Phật nhưng mình không có lo niệm Phật. Con, hồi nãy má để tô phở đó con, nhớ hâm ăn nghe con. Lần chuỗi. Có tương nữa nghe con. Rồi lần hồi cái ngò gai má rửa má để quên. Niệm Phật mà mình không có chứ câu niệm Phật. Cứ lát chuyện này, lát chuyện kia. Thằng nữ các tổ mới thấy cái kiểu mình vậy đó, muốn quất cho mình câu: ai là người niệm Phật? Anh phải biết rằng anh là người niệm Phật thì anh đừng niệm, là phải quán chiếu, là nhớ nghĩ, đừng suy nghĩ chuyện khác mới là người niệm Phật. Thằng nữ, đây là một cái câu thoại đầu mà nó rất nhiều những cái sự tu tập ở trong này. Như hôm trước họ kể câu chuyện á, hỏi thưa thầy, bữa con xin phép thầy cho con đi qua chỗ khác con tu, tại vì con ở đây thầy không có dạy con tu gì hết á. Ông thầy mới hỏi: trước khi anh vô chùa đây tu, anh làm nghề gì? Nói: dạ con làm nghề bán bánh bao trước cửa chùa. Ông thầy nói: đúng rồi. Rồi mỗi sáng khi anh quẩy cái bánh bao tới đây, anh làm gì? Nói: dạ con cúng thẹn cái bánh bao. Rồi tôi làm gì cái bánh bao? Dạ thì thầy ăn cái bánh bao. Rồi giờ anh vô đây anh làm gì? Nói: dạ con nấu cơm cho thầy ăn. Rồi sau khi tôi ăn rồi anh làm gì? Dạ con dọn chén. Nói: vậy thì anh cần gì tôi dạy tu nữa? Vậy thôi, không có trả lời nữa nha. Rồi thắc mắc hoài, anh nói vậy làm sao? Nói vậy làm sao? Cúng bánh bao thì ăn, ăn cơm rồi dọn. À, thì cuối cùng một ngày phát hiện ra, trời đất ơi, thì tu vậy thôi. Tu nghĩa là gì? Hư thì mình sửa, đói bụng thì mình ăn, khát nước thì mình uống,
mình có sân giận thì phải bớt nóng giận. Tu là sửa, tu không có lại gì hết á. Như cái chuyện là đưa bánh bao thì ăn, dọn cơm, ăn xong thì dọn. Chuyện tu hành nó y như vậy thôi, mà mình cứ thắc mắc cho cả đống. Có ông thầy ông vô ông tu mà ông cứ xách giỏ ông đi chợ hoài à. Thì có cô Phật tử: con tội nghiệp cho thầy quá, thầy vô chùa thầy tu mà thầy cứ bận rộn nấu nướng đi chợ. Cái ông thầy ông nói: sao mới kêu là không tu? Ông thầy ông ngộ, ông hiểu được một cái chuyện rằng tu đâu phải ngồi bàn giảng, tu đâu phải chuyện ngồi tụng kinh. Nếu anh có khả năng gì anh làm việc đó. Mà nếu anh giỏi phải không, trong pháp đi chợ anh vẫn có thể thuyết một bài pháp cho người chợ. Ngoài chợ người ta trả giá mắc rẻ kèo nài phải không, anh ra anh độ cho mấy người đó. Cái bà bán nó bà hung dữ lắm, ta tới người ta trả giá mà không được bà chửi tắt bếp. Anh làm sao anh độ được, anh ở trong cái chợ đó anh độ được. Cho nên thứ nhất tu chợ lấy gì? Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Đó là ba chỗ để tu. Tu nhà có pháp của chuyện tu nhà, tu chợ có pháp của chuyện tu chợ, tu chùa thì có chuyện của chuyện tu chùa. Chứ không có cái ý là tu số 1 là tu tại gia. Ai mà tu tại gia mới là cao nhất, ai tu chợ là tu nhì. Không có cái ý đó. Cái câu đó nghĩa là tu chợ, tu chùa, tu nhà, chỗ nào nó cũng có cái khó để chúng ta tu hết á. Chúng ta ở đâu chúng ta tùy thuận tu cho đó. Thí dụ hôm nay chúng ta ngồi chùa, chúng ta tu chùa. Ngày mai chuyện mình phải đi chợ thì ra chợ thì có những chuyện của ngoài chợ, chừng đó chúng ta phải ứng pháp để chúng ta tu chuyện ngoài chợ. Còn gần mai mốt chúng ta về nhà thăm gia đình, chừng đó chúng ta có cái pháp ứng xử với người trong gia đình. Cái ý của câu đó là vậy, chứ không phải nó là tu chùa là tu hạng bét, tu chùa là tu hạng nhì, tu number one là tu ở nhà. Cái câu đó không có nghĩa đó. Thì ở đây thoại đầu là một cái câu ngắn gọn, không thoại là một cái câu đó. Mình tham chiếu cái câu đó, ai là người niệm Phật. Thì khi mình bận rộn cái câu ai là người niệm Phật thì không còn nghĩ chuyện khác nữa. Đó là một cách đưa mình trở về với chánh niệm thôi, không có gì hết á. Đưa mình trở về với cái thực tại. Nhưng mà đây là một cái cách đối cơ để cho các vị đừng nghĩ lung tung nữa. Nghĩ lung tung nữa. Thưa thầy, xin thầy cho con tu. Ông thầy hỏi: hồi nãy con vô đây, đôi dép con để bên trái cái cánh cửa hay con để bên phải cánh cửa? Chết à, con lo bận rộn chuyện hỏi chuyện tu mà con quên ý thức đến đôi dép. Nghĩa là ông thầy muốn dạy á, cái chuyện tu á, nó không phải là cái chuyện vô đây hỏi đạo. Mà khi nào con có chánh niệm, con để đôi dép con ngay ngắn thôi, con đã là người tu rồi. Rồi lần sau kỳ này vô phải để ý cho thiệt kỹ nha, để đôi dép cho ngay nha, để ngay đây nha. Thế nào ông thầy cũng vô hỏi mình câu này, mình sẽ trả lời một câu đó. Mày bữa đó xui quá, mưa giống như bữa nay vậy nè. Cầm cái dù vô gặp thầy Pháp Ấn không hỏi: hồi nãy con vô đây, con để cây dù bên trái hay con để cây dù bên phải? Trời ơi, bây giờ lo vô chú trọng đôi dép thì đâu có nhớ cây dù. Hiểu ý chỗ đó không? Thầy nói chánh tu là gì? Là chánh niệm trong từng cử chỉ của chúng ta, lời nói, hành động của chúng ta là tu thôi. Nhưng mà đã nói là các vị tổ sư, các ngài đối cơ mà các ngài đưa ra cái pháp, làm sao chặt đốn cái người hành giả đó, đừng để nó lộn xộn. Giống như các ông kia ông vô hỏi: bạch hòa thượng, trong kinh Phổ Môn á, nói là quỷ dạ xoa la sát, nghĩa là sao? Ông thầy ông nói: ngu quá mà hỏi gì. Trời ơi, cái ông này ông giận đỏ mặt lên. Hòa thượng nói: đó giờ ông biết la sát nó ra làm sao chưa? Hiểu chỗ đó không? Cái mặt giận hừng hừng lên á, ông biết la sát ra làm sao chưa? Dạ dạ con hiểu rồi. Đó là câu thoại đầu. Thôi mình nghỉ đây nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì,
chùa Vạn Hạnh Victoria. Hôm nay con được về tỉnh bang BC này trong chuyến Phật sự ngắn ngày. Nói ngắn nhưng cũng dài hơn mọi lúc á. Thì được sự trợ duyên của ni sư trụ trì đạo tràng chùa Pháp Hoa ở bên Vancouver, cho nên tất cả mọi Phật sự ở tỉnh này đến hôm nay cũng được viên mãn tốt đẹp. Thì chúng con xin tri ân ni sư cũng như thầy trụ trì đã tạo duyên lành cho chúng con được về thăm chùa cũng như thăm quý Phật tử, đặc biệt là hơn nữa là tất cả quý vị. Tuy rằng chúng ta đang có những cái gọi là những cái hạn hẹp trong cái vấn đề tập hợp, nhưng quý vị cũng đã thu xếp mọi hoàn cảnh để cùng nhau được gặp nhau trong buổi chiều này để chúng ta trao đổi một ít Phật pháp để nhắc nhở chúng ta trên phương diện tu hành. Thì chúc đại chúng luôn luôn tinh tấn và vượt thắng mọi chướng ngại để chúng ta thành tựu được những ước nguyện của mình. Tuy ở một cái đảo nhỏ của Canada, ở nơi này mình cũng có một ngôi chùa phải nói là rất là xinh xắn, khang trang. Đây là gì? An cư rồi đây nè. Bây giờ chỉ cần lạc nghiệp thôi là quý vị cố gắng làm sao thường về đây tu tập. Thứ nhất là được cái cơ hội gần thầy trụ trì, tiếp xúc với thầy, được lắng nghe những cái sự chỉ dẫn của thầy. Thứ hai là mình cũng trợ duyên cho ngôi Tam Bảo, trợ duyên cho thầy trên bước đường hoằng hóa của thầy, có thêm động lực. Thì mong đại chúng cùng trợ duyên cho nhau để chúng ta làm quang huy cho Phật pháp. A Di Đà Phật. Để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mình có biết nghiệp chướng không? Biết cái chữ nghiệp chướng không? Hôm nay mình nói cái chữ đó. Ở trong 10 hạnh của Đức Phổ Hiền á, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Giờ mình nói một câu đó thôi. Bữa nay mình đi chùa Phổ Hiền mà, phải không? Mà thay vì mình học hết 10 hạnh Phổ Hiền, bữa nay mình lấy một hạnh, một nguyện của ngài Phổ Hiền thôi. Đức Phổ Hiền Bồ Tát phát 10 cái nguyện, mà trong đó cái nguyện thứ tư của ngài là con xin luôn luôn sám hối nghiệp chướng của mình. Nghiệp chướng là cái gì mà phải sám hối? Mà nghiệp chướng từ đâu nó sanh? Nghiệp chướng từ cái cội gốc, mà cái câu hồi nãy Phật nói đó. Mình cứ luôn luôn mình lấy cái vọng tưởng chấp trước của mình để làm thành cái nghiệp chướng của mình. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì mà chúng ta tạo tác? Tạo tác từ đâu? Tạo tác từ cái thân của mình, từ cái khẩu của mình, từ cái ý của mình. Mà hễ thân mà vọng tưởng thì có nói đúng không? Thân mà chấp trước thì nói sai, nói quấy, mà cái đó nó trở thành ra nghiệp chướng. Nghiệp là những gì chúng ta tạo. Nghiệp là những gì chúng ta tạo tác. Mà tạo tác từ đâu? Tạo tác từ cái miệng, từ cái thân, từ cái ý của mình. Và chính ba cái nghiệp này nè, nó trở thành cái chướng ngại mình, cho nên gọi là nghiệp chướng. Mà trong ba cái nghiệp chướng mà mình tụng mỗi ngày đó, ba cái nghiệp chướng này là gì? Một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. Pháp Hòa ví dụ, do mình chấp. Chấp là gì? Là dính mắc, là không có thông,
Mà khi mà người mà không thông á thì phải nói, bực là phải nói. Pháp Hòa ví dụ ha, mình bước vô chùa mình thấy để Đức Quan Âm dưới vậy đó, trời ơi Phật mà thờ về tội chết. Mà khi mình chấp rồi á, mình bắt là Phật phải thờ trên cao. Mà về chùa người ta chưa có tiền, người ta làm chỗ cao thở đâu, mà để lên mấy cái bàn gỗ nó sập cho chết. Mình vô mình cứ nghĩ là thờ Phật phải thờ trên cao, thờ vậy để vậy tội. Có ví dụ vậy đó. Mà khi mà cái đó mà nó mình thấy mình dính mắt, mình bắt là Phật phải ngồi trên cao rồi á, hay là mình nói thờ Phật mà không cúng nước, cúng trái cây không, thấy không? Bằng Phật là phải có đủ nhang, đèn, nước, trái cây, bông, năm thứ đủ trên bàn thờ mới kêu là cái bàn thờ. Mình nhó quanh quất, mình thiếu ba chung nước, bắt đầu đi tới đi. Hễ cái chấp rồi thì cái gì nó sanh? Cái miệng nó phải nói. Mình nói người chưa đủ đâu, ngoắc lại. Chị thấy không? Cái gì thiếu? Tôi đố chị đó. Chị mà nói được tôi khen chị hay. Rồi người ta không biết, nó trời ơi đi chùa hoài không biết gì hết trơn ha. Nó nước thiếu thấy không? Phật thiếu nước. Rồi thì cứ nhiều chuyện đó thôi mà nó chướng mình. Rồi cái bắt đầu khi mà nó chướng mình rồi thì cái gì? Phiền não, thấy cái chật là mình sanh. Sanh cái gì? Sanh cái bực. Mà sanh bực thì phiền não nó chướng. Rồi cái phiền não chướng rồi cái gì nó sanh? Nghiệp. Nghiệp khẩu nó nói. Nói tới, nói lui, nói người này, nói người nọ. Nó riết nó thành ra gì? Báo chướng là cái quả báo nó tới với mình. Cuối cùng mình trở thành ra cục chấp. Đi tới đâu cũng chấp hết, thấy cái gì cũng chấp hết. Mình đi vô bằng linh, mình thấy để cúng cơm cho linh, mà sao để có hai chén cơm mà còn đâu một chén nữa. Cúng cơm phải cúng ba chén, cúng hai chén ai ăn. Mà xin lỗi, nếu mà ba chén có đủ không? Nếu mà nói thiếu cũng thiếu như thường, cả trăm linh mà thờ cúng có ba chén cơm cũng không đủ đâu hết trơn. Cho nên á, Đức Phật nói á, tất cả chúng ta đều có cái tâm thanh tịnh hết á. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không thanh tịnh là tại vì chúng ta có hai cái. Một là gì? Vọng tưởng. Hai là chấp trước. Thấy không? Đảng dĩ vọng tưởng chấp trước nhi bất năng chứng đắc. Tối ngày cứ lấy vọng tưởng chấp trước làm cái chỗ tu của mình, làm cái chỗ nương náu của mình. Cho nên tại sao tu hoài mà tu không tiến? Nói sao tu hoài mà tu phiền não hoài? Bị phiền não đâu ai cho, mình tự mình chấp mình khó phiền não thôi. Ví dụ hôm nay mới mùng 1 mà làm lễ vía Quan Âm, mà cái người mà chấp là không đi à? Vía đâu bữa nay á? Vía Quan Âm 19 cho ai mà cũng mùng 1. Cái thế là nó chướng là gì? Nó trở ngại. Lẽ ra mùng 1 hay 19 có sao đâu. Mà mình cứ bây giờ một cái xứ, một cái quốc độ này á, ngày nào nó thuận thì người ta làm. Phải không? Thì bây giờ nếu mà chùa hôm nay mình thuận mình làm rồi, thì tuần sau chùa khác làm cái mình lại được cơ hội mình đi. Chứ nếu ai cũng dồn làm đúng cái ngày đó rồi mình biết đi đâu. Ví dụ vậy, cho nên tại sao mình không nghĩ thoáng? À, chùa này làm bữa nay, chùa má kia làm, cái là mình không có trở ngại gì hết, chỗ nào mình cũng đi được. Chính cái chấp đó cái nó trở ngại mình không đi chùa được. Cái chướng là gì? Chướng là cái trở ngại. Mà hễ mình chấp cái là mình trở ngại liền. Như vậy thì thưa đại chúng, cái chữ nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó không phải đợi Phật dẹp cái đó cho mình, mà Phật chỉ nhắc mình tất cả chúng sanh có đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Nhưng mà sở dĩ mình còn chưa có được thanh tịnh là bởi vì mình cứ lấy phiền vọng tưởng chấp trước, cho nên mình không thể chứng đắc được cái chỗ đó. Pháp Hòa ví dụ như mình ăn chay, ăn quen rồi, mình ăn rau luộc, đậu hũ chiên chấm nước tương ngon lành. Cái người ta chưa ăn quen, cái thì cái người khéo hơn muốn thành tựu cho người ăn chay cho nó dễ, người ta làm tôm kho, cá kho, cái mình đó mình chề một cái.
ăn chay mà nói bậy, ăn chay mà nói đồ mặn, cái đó là mình chấp. Tại sao mình nghĩ thoáng hơn chút đi, à nấu khéo như vậy cho cái người mới bắt đầu người ta ăn, ta ăn cho nó dễ ăn, mà khi người ta quen rồi người ta cũng giống mình thôi. Cho nên thưa đại chúng, muốn thành tựu cho chúng sanh thì phải có phương tiện. Nếu mà không có phương tiện thì làm sao mà mình thành tựu được? Pháp Hòa ví dụ như quý vị muốn làm bánh thì phải có bột, không có bột sao làm bánh? Muốn nấu cơm thì phải có gạo. Rồi nói tại sao phải gạo, khỏi cần lấy cát nấu, phải không? Thành thử ra muốn nấu cơm là phải có gạo, muốn làm bánh phải có bột, mà bột hay là gạo là phương tiện để thành tựu được món bánh. Chúng sanh mình cũng vậy, những người sơ cơ mới bước vào cái con đường tâm linh bày ra những phương tiện. Thưa đại chúng, mấy cái cúng này là cũng phương tiện đó. 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là phương tiện. Phương tiện tạo ra những ngày lễ để làm chi? Nếu mà hôm nay mà không tạo cái lễ Quan Âm này là giờ này ở nhà, không? Mình ở nhà mình đi chơi, mình ngủ, hay là mình rủ bạn mình đi điểm sắm. Nhưng mà nhờ hôm nay chùa tổ chức, hôm nay là sẵn mùng 1 nè, phải không? Rồi sẵn có một có thầy đến pháp thoại, thôi tổ chức luôn, cái nhờ bao nhiêu cái sự kiện như vậy, cái mình đi về chùa. Đó là phương tiện. Cho nên muốn thành tựu chúng sanh thì phải có phương tiện. Phương tiện là gì? Những phương pháp nào tiện lợi để giúp đỡ cho người ta là được. Ví dụ như cái ghế kinh là một phương tiện để cho mình để quyển kinh lên cho nó không có bị mỏi tai. Rồi người ta mới làm thêm hai cái ngoe ở dưới đó, để làm chi? Để người ta đè cái quyển kinh lên, phải không? Đó, hồi xưa ở gì, hồi mấy chục năm trước đi chùa có cái ghế kinh nào? Không có. Bây giờ ta nghĩ ra cái cách, ta tạo ra hai ba cái loại ghế kinh, phải không? Ghế kinh xếp được, ghế kinh như vậy. Chứ hồi Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đi Việt Nam, chùa ở Việt Nam đóng cái ghế kinh bằng cái miếng gỗ, nó có cái cây ở giữa đó, phải không? Rồi cái mình để, rồi nhiều khi nó quẹo tới quẹo lui mà cũng phải xài thôi. Thành nữ thưa đại chúng, rồi cái miếng vàng vàng quý vị đeo trên cổ áo cũng là phương tiện. Tại chúng sanh mình hơi khoái đẹp, thầy trì thấy cho đeo vô một chút rồi nhìn cho nó nổi. Để không thôi thầy nổi mình, thầy mặc đồ vàng thầy nổi có mình à. Bây giờ cho mỗi người dây đeo vô phương tiện. Nhưng mà khi mình mặc cái áo tràng vô rồi thì tự nhiên mình không có dám đi lất khất. Mặc cái áo tràng vô rồi phải đi đứng cho trang nghiêm. Tròn cái sâu chuỗi vô rồi, có ai mà vừa lần chuỗi vừa nhá người ta không? Mày có chừng tao không mày? Phải không? Tại vì đó là phương tiện. Mình nhớ vậy. Thì muốn thành tựu chúng sanh thì phải phương tiện, phải không? Cho nên á, khi mà chúng ta không còn vọng tưởng chấp trước, khi mà vọng tưởng chấp trước không còn thì mình đâu có nói bậy, đâu có nghĩ bậy, đâu có làm bậy. Mà giờ muốn sám hối nghiệp chướng phải làm sao? Bây giờ thưa đại chúng, quý vị hiểu chữ nghiệp và chữ chướng là phải không? Nghiệp là những gì do chúng ta phiền não sanh khởi, rồi chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta nghĩ, nó tạo ra nghiệp. Rồi từ đó nó thành ra cái quả báo, nó chướng ngại mình. Thật sự ra mình muốn buông xả đó, thì mình đi chùa nó dễ, còn mình không buông xả đi chùa nó khó lắm. Tại vì vô trong này là một cái bệnh viện mà. Mà có trong chùa này có một bác sĩ, hai y tá, mà bệnh nhân thì cả trăm. Mỗi chùa mình, tất cả chúng ta về đây như bệnh nhân, quý thầy quý cô như y tá bác sĩ vậy đó. Mà bệnh nhân thì quá trời bệnh luôn, là vô thở một hồi bác sĩ y tá bệnh theo luôn. Phải không? Cho nên mình phải nhớ, nghiệp là những cái gì chúng ta tạo tác. Mà tạo tác từ đâu? Tạo tác từ thân, khẩu, ý. Mà cái gì nặng nhất trong ba nghiệp? Cái khẩu nghiệp. Phải không? Bây giờ mà thiệt sự nó nặng thiệt, tại ngày nó ăn tới 6 cử lận. Mà bữa nào mà nó tu lắm, nó tu 3 cử, ăn 3 cử. Còn cái chuyện mà bóc, bỏ miệng thử rồi chưa tính. Mà cái nghiệp khẩu á, thấy là phải nói, nghe là phải nói, ngửi là phải nói. Bước vô chùa, nhang gì thơm vậy?
còn không thì nhan gì hôi vậy, xuống bếp ai nấu món gì thơm vậy, thấy không? Nghe là phải nói, ngửi là phải nói, nếm là phải nói, trên cái miệng nói cả ngày. Mà chính mình nói nhiều thì cái gì sanh? Phiền não sanh. Ta nói là đa ngôn đa quá, mà nói nhiều thì lỗi nhiều. Bây giờ muốn bớt cái khẩu nghiệp thì phải làm gì? Tụng kinh niệm Phật. Thí dụ mình ngồi mình niệm Phật một tiếng đồng hồ, không có nói chuyện khác, thiện tiếng đồng hồ đó bớt nghiệp. Tụng kinh một giờ đồng hồ, có thể tụng không hiểu gì hết đó. Nam mô hắc ra hắc na ra dạ gia, nam mô a rị gia bà dạ vậy đó, mình tụng và không hiểu gì, nhưng mà cứ thành tâm ngồi đó tụng, tịnh được cái khẩu. Già di nị và già na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì, a di rị đô bà tì. Mình tụng kinh nhiều khi mình không có hiểu, nhưng mà mình biết đây là những lời của Phật dạy, tổ chỉ. Chúng ta thành tâm, chúng ta ngồi, chúng ta tụng. Ngồi yên mà tụng là thân thanh tịnh. Miệng tụng kinh là khẩu thanh tịnh. Ý duyên theo lời kinh là ý thanh tịnh. Một giờ đồng hồ mà ba nghiệp thanh tịnh. Mà ba nghiệp được thanh tịnh thì có phải là mình đang sám hối nghiệp chướng không? Sám hối mà không cần phô trương. Sám hối rất nhẹ nhàng. Thí dụ bây giờ người ta bực bội, người ta nói: thôi chị ơi, thật sự ra việc làm của mình có một chút à, việc làm của quý thầy nó gấp 10 lần, mà mình không thấy quý thầy làm cái 10, mình cứ nhắm vô cái 1 mình nói hoài. Lỗi cái khẩu, nín dậy cái bớt. Sám hối nghiệp chướng là sám hối như vậy đó. Có nghĩa là mình phải dùng những cái phương tiện nào để giúp cho mình đừng có sanh khởi những lời nói, những ý nghĩ mà do chúng ta vọng tưởng, chúng ta suy nghĩ, do chúng ta chấp trước mà chúng ta nói. Biết chắc cái vọng tưởng, biết chắc cái mình nghĩ nó đúng không? Mà cái không đúng thì gọi là vọng tưởng. Mà trừ khi nào chúng ta viễn ly được cái điên đảo vọng tưởng thì chừng đó mình mới có cái gì? Cứu cánh niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là một trạng thái của tâm, khi tâm mình hoàn toàn yên tĩnh. Mà yên tĩnh đến chỗ rốt ráo, vắng lặng thì kinh Phật gọi là cứu cánh niết bàn. Chứ không có niết bàn ở đâu, ở cõi nào, ở xa xôi ở đâu, đợi chết mình mới đi được. Niết bàn là một trạng thái của tâm. Ví dụ hôm nào mà quý vị đi chùa từ sáng tới tối mà quý vị không phiền ai một chút nào hết á, ngày hôm đó tối về nhớ tuyên bố: ngày hôm nay con được một ngày cứu cánh niết bàn. Còn bữa nào mà đi chùa được nửa buổi, tụng xong thầy kinh xuống bếp bắt đầu gây trận, cái hôm nay nửa buổi niết bàn trên chánh điện thôi, xuống dưới là đủ chuyện. Cho nên niết bàn là gì? Chữ niết là gì? Là vô. Chữ bàn là gì? Là tham. Vô tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân. Không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si. Không si là niết bàn. Niết là không, bàn là hờn. Không hờn là niết bàn. Cho nên lúc nào mình không hờn, không giận. Chữ không đây có nghĩa là gì? Có, nhưng mà chúng ta biết cho nó qua. Chứ nếu mình không còn buồn, còn giận thì mình không phải là người. Phải không? Mình là robot. Mình biết buồn chứ, nhưng mà mình biết quán lại. Cái buồn này không nên giữ lâu, giữ lâu nó ung nó thối. Người ta nói mình, người ta nói móc mình câu, nghe hiểu không? Hiểu. Nhưng mà tại sao không giận? Tại vì tôi tu, chứ tôi đâu có ngu mà chị nói móc tôi không hiểu. Chị nói móc tôi hiểu đó, nhưng mà tại tôi tu đó. Cho nên mình tu chứ không có ngu. Không ngu là ai nói gì hiểu hết. Nhưng mà mình biết tu, biết bỏ. Mà bỏ được cái chỗ đó thì gọi là gì? Bỏ cái chấp. Mà bỏ cái chấp thì hết cái chướng. Cái chướng là gì? Nó cản trở mình. Lần sau gặp người đó vẫn chào: chào chị. Không thèm chào, bữa bà nói móc tôi. Rồi nó nói chướng. Thấy không? Thành thử ra nhớ, chướng là nó ngại mình, nó ngăn che mình, nó không làm cho mình đi xa hơn được. Thưa đại chúng, cái người mà người ta muốn nói móc, nói xóc mình để mình, người ta biết cái tánh mình rồi, nói xóc một cái là mình bỏ cuộc à. Cho nên người mình đang làm gì đó, người ta nói một câu thôi, buông liền, bỏ liền. Ta nắm được cái chỗ yếu điểm đó của mình. Cho nên mình luyện nội công đến cái chỗ là mình đồng gia sắc, nhưng mà cũng có một cái tử nguyệt.
Quý vị coi phim Tàu, người nào mà luyện phim đến mức độ là dao đâm không thủng, gươm chặt không đứt, nhưng mà nó cũng có cái tử nguyệt của nó. Người ta bấm ngay lúc đó là chết liền tại chỗ thôi. Ta biết cái tật của mình, ta biết mình cái tật hay giận. Tại là tôi nói ngày giận là bỏ liền. Nấu sắp xong rồi mà ta chỉ cần nói một câu thôi: chị nấu có ai ăn không? Chị dở nấu hoài. Hay là ta vô ta vỗ bộ, ta khen, ta chê, ta nói hồi buồn. Chấp cái đó chướng ngại liền. Cho nên chúng sanh mình lẽ ra sống thanh tịnh an vui, nhưng mà do cái gì? Do cái gì? Vọng tưởng chấp trước cho nên không thể chứng đắc. Vậy thì thưa đại chúng, mình đi chùa Phổ Hiền là mình học cho được cái hạnh của Đức Phổ Hiền. Chữ Phổ là gì? Rộng khắp. Rộng khắp. Chữ Hiền là gì? Hiền chứ chưa phải thánh. Ta kêu hiền thánh không? Thánh là những người đã thành tựu. Còn mình đang những người hiền, những người đang đi trên con đường thánh. Đến khi nào mình thành tựu thì mình thành thánh. Cho nên gọi là đại hạnh Phổ Hiền. Chữ đại là gì? Chữ đại là một việc làm của mình mà lợi lạc cho rộng lớn. Ví dụ mình nấu một nồi súp, 300 người được no, đó đại đó. Mình nhịn một câu, cả chùa yên. Mình nhịn một câu, bà con quyến thuộc không có xích mích. Người ta mới nói xấu nhau, mình nghe, mình nói: chị, tại tôi giữ giới, giới của tôi là giới không nói dối. Thành tử hồi nãy bà nói gì chị, để tôi nói chị nghe hết, để tôi giữ giới. Nói xong thì ta kéo nhau, ta gây ra một trận. Tại sao chị nói chuyện đó? Tôi giữ giới. Giới thứ tư là giới không nói dối. Cái đó không phải giữ giới nha. Cái đó không phải giữ giới. Giữ giới là thí dụ cái chị kia chỉ nói là: hồi nãy cái bà đó có nói gì tôi? Nói dạ không. Mặc dù người ta có nói đó, nhưng mà nói không. Chữ không mà mình nói với mục đích gì? Để cho người ta đừng có xích mích. Cái đó mới kêu là giữ giới. Chứ không phải là ai nói gì mình cũng học hết à. Không. Cho nên nhiều Phật tử không dám quy y. Nó thôi, tại vì tôi còn nói dốc. Tôi không dám tu, tôi không dám giữ giới. Thưa đại chúng, cái giới thứ tư là nói những gì mang lại sự an hòa cho mọi người thì chúng ta mới nói. Còn nói mà để người ta gây gỗ xích mích thì không nên nói. Cho nên đó, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái trí tuệ đức tướng của Như Lai. Nhưng mà tại sao chúng ta không chứng đắc, nhận ra được cái đó? Bởi vì chúng ta luôn luôn lấy cái vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng là cái suy nghĩ sai lầm của mình. Mà chúng ta khi chúng ta suy nghĩ sai lầm thì nó chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ quý vị đi làm từ thiện, quý vị thấy người ta đi vận động, người ta kêu gọi từ thiện, cái mình bỏ vô 10 đồng 10 đồng, cái bắt đầu mình ấy, tôi thấy cái ông mà đi vận động làm từ thiện đó, ông mới mua chiếc xe 50 ngàn ông chạy đó, không biết cái tiền từ thiện của mình đóng vô nó có lọt vô chiếc xe đó không. Mình thấy người ta đi xe mới thì mình nghĩ rằng tiền của mình đóng vô chắc nó vô đó. Cái là từ đó về sau cái ông đó mà kêu gọi từ thiện là không bao giờ mình đóng. Do vọng tưởng mà nó chướng ngại việc làm từ thiện của mình. Rồi mình chưa biết cái gì về thầy đó, chưa biết cái gì về cái đạo tràng đó, nghe người ta đồn, cái mình cũng vọng tưởng theo đó, cái mình không bao giờ tới đó. Đó là vọng tưởng. Mà do vọng tưởng chấp trước cho nên nó chướng ngại mình. Cho nên lẽ ra mình đi xa hơn nữa, mà rốt cuộc mình bị vọng tưởng chấp trước, thì cuối cùng sao? Tích niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay một bước chẳng rời. Tích niên hành xứ, năm ngoái đi chỗ này nè, thốn bộ bất di, một bước mình cũng không dời được, thì làm sao tu tiến được? Phải không? Cho nên mình phải, quý vị thấy tại sao Đức Chuẩn Đề Bồ Tát thờ ở trước chùa đây nè, có 18 cánh tay, mà mỗi cánh tay của Ngài là cầm một pháp khí, biểu tượng cho mỗi phương tiện độ đời. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa, thích cái tượng Đức Chuẩn Đề lắm.
mà trong đó có một cánh tay cầm một cái bánh xe Pháp mà hồi nhỏ Hòa tưởng cái bánh còng. Quý vị biết ở Việt Nam mình nó có bánh cam bánh còng, hồi nhỏ Hòa kêu Bồ Tát cầm cái bánh còng, qua đây kêu donuts. Mỗi một cánh tay là một phương tiện độ đời, cho nên có 18 cánh tay mà mỗi một cánh tay cầm, tay thì cầm búa, tay thì cầm bông sen, tay thì cầm cuốn kinh, tay thì cầm sấu chuỗi. Tất cả những cái vật cầm ở trên tay là phương tiện. Mà ở giữa của Bồ Tát Chuẩn Đề có một con mắt ngay giữa đây nè. Con mắt này là con mắt trí tuệ, cái này gọi là thật trí. Còn cánh tay mà độ đời gọi là quyền thừa. Chữ quyền thừa là gì? Tức là mình đưa cái hành động tạm thời cứu giúp chúng sanh, nhưng mà xong rồi Bồ Tát vẫn an trụ một chỗ, cho nên có hai bàn tay Ngài bắt ấn. Hai cái bàn tay Ngài bắt ấn Chuẩn Đề là tượng trưng cho trụ tâm nhất xứ, mà phương tiện là tùy duyên. Cũng như vậy, thấy không? Tất cả những việc làm gì của chúng ta làm, nó không ngoài một cái mục đích là phổ độ chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh thì nhu cầu nó khác nhau lắm. Có người thích tụng kinh, có người thích niệm Phật, có người thích ăn chay, có người thích làm từ thiện, có người thích xây chùa. Cho nên mỗi thầy tùy theo mỗi chúng sanh mà làm mỗi hạnh. Không có cái hạnh nào mà các ngài từ chối. Vì vậy cho nên mới gọi là đại hạnh phổ hiện. Mà chúng ta là người có lòng từ bi, thấy rõ cái nhu cầu chúng sanh thì không thể nào từ chối cái ước nguyện của họ, mà muốn đem cái hành cái ước nguyện đó thành tựu, cho nên gọi là Quán Âm, đại bi Quán Âm. Đại bi là lòng từ, cũng giống như quý vị thương con vậy đó. Biết ra đứa nấu một bữa ăn nha, đứa con này nó thích cơm chiên nè, đứa con nọ nó thích canh này nè, nấu bữa ăn mà mỗi đứa mình nấu món. Mình không nói ra, nhưng mà trong cái âm thầm là mình đang làm cho mỗi đứa con nó vui hết. Đó là lòng từ của người mẹ. Bồ Tát cũng thế, thấy chúng sanh có đầy đủ nhu cầu. Có chúng sanh thích tụng kinh, có chúng sanh thích niệm Phật, có chúng sanh thích ngồi thiền. Nhưng mà bây giờ thưa đại chúng, ngồi thiền niệm Phật tốt hết không? Tốt hết. Bù lại nếu mà mình không cho họ ngồi thiền niệm Phật hay là tụng kinh thì họ đi đâu? Họ đi casino, họ đi quán rượu, rồi lúc đó mình không cho cũng đâu được. Đấy không? Cho nên thấy người ta thích cái lành thiện, phải ủng hộ, phải thành tựu cho người ta. Vì có lòng từ lớn cho nên không từ nan hạnh nguyện gì hết. Đấy không? Cho nên khi phiền não khởi, khi phiền não mình khởi thì mình tạo nghiệp. Khi nghiệp nó thuần thục, nó thành cái quả báo, nó chướng ngại mình. Bây giờ mình muốn sám hối, ba cái nghiệp này tiêu trừ, ba cái chướng này nó tiêu trừ, thì phải làm gì? Thứ nhất, bớt vọng tưởng, đừng có suy nghĩ lung tung nếu mình chưa thấy biết rõ ràng. Bớt chấp trước, vì mình luôn luôn thấy là đều là phương tiện độ sanh. Pháp Hòa ví dụ như á, ai mà đau chân không có nhiều, ngồi cái tọa cụ này nè, bồ đoàn đó đó, vị nào đau chân khá chút mời lên ghế ngồi. Vậy thì cái ghế hay là cái bồ đoàn cũng đều là một dụng cụ để ngồi, cốt mình đáp ứng được cái nhu cầu đau nhất của mỗi chúng sanh. Quý vị đừng có ngại ngồi trên ghế cao hơn Phật chắc tội. Không. À, hay là ngồi trên ghế cao hơn thầy có tội. Không có tội lỗi gì mấy chuyện đó hết. Phật đâu có quẩn đâu mà đi bắt tội mấy cái lặt vặt đó. Mà nếu mà Phật bắt tội kiểu đó, Ngài không phải Phật. Ngài phàm phu giống mình vậy. Hở chút cái bắt tội, hở chút cái phiền não chấp trước. Mình đau chân mình lên ghế ngồi, nhưng mà mình ngồi trang nghiêm. Đó. Mình ngồi trang nghiêm thì không sao. Có sao đâu. Phải không? Thành thử ra mình bớt cái chấp như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó tịnh. Mà tâm tịnh thì đâu có nói lung tung. Mà không nói lung tung là sám hối nghiệp chướng rồi. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta có mặt ở đời này là do nghiệp cũ nó tới dẫn mình tới đây, cho nên đừng có tạo nghiệp mới nữa. Không, cái gì thấy biết rõ ràng hả nói, mà chưa chắc cái thấy biết rõ ràng mình nói đã đúng nữa. Quý vị nhớ mà kể câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử không? Có nhớ câu chuyện đó không?
Đức Khổng Tử á, có ba người đệ tử. Thì một hôm á, vào cái thời loạn lạc, Ngài mới dẫn đệ tử đi lánh nạn. Trên đường đi lánh nạn mới tấp vô một cái ngôi làng, người ta biết đây là Đức Khổng Tử và các đệ tử của Ngài, cho nên người ta mới cúng cho lon gạo để nấu ăn. Thì Ngài mới nói thôi bây giờ á, một người đệ tử xuống bếp nấu cơm đi, thầy lên trên này thầy ngồi thầy đọc sách. Trong khi mà Ngài lên Ngài ngồi đọc sách á, thì Ngài mới ngó xuống dưới bếp á, Ngài ngó xuống cái cửa, Ngài thấy cái người đệ tử đó mới bốc cơm bỏ vào miệng. Ngài buồn trong lòng mà Ngài không có nói. Trong lòng của Ngài buồn là đệ tử sao nó bây giờ nó không có còn lịch sự nữa, nó ăn cơm trước mình. Thì khi mà lên mâm cơm á, thì các vị kia mới nói thôi bây giờ trước khi ăn cơm á, xin thầy á, hãy dâng cơm cúng. Thì người đệ tử mới nói dạ thưa thôi đừng, và con cũng xin phép con không dùng nữa. Tại hồi nãy trong khi xới cơm á, có một ít cơm nó rớt dưới đất, mà con nghĩ vào cái thời loạn lạc này cơm hiếm lắm, gạo thiếu, nếu con bỏ cái cơm này đi thì nó uổng. Mà bây giờ á, cho nên nó bỏ vô nồi cơm lại á, thì sợ nó làm hư cái nồi cơm, cho nên con mạn phép con ăn cái miếng cơm hồi nãy nó rớt dưới đất, nó dính bụi đó, con phủi bụi con ăn miếng cơm đó rồi. Thì khi nói câu chuyện đó rồi thì Đức Khổng Tử Ngài mới thốt một câu, Ngài mới nói chỉ còn một chút nữa thôi thì Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ. Kẻ hồ đồ là phán cho đệ tử mình một cái tội, mà trong khi đó mình chưa biết lý do nào nó bỏ cơm trong miệng. Cho nên kết thúc câu chuyện, người ta nói có những cái mình thấy trước mắt chưa chắc mình biết hiểu nó đã đúng nữa, vì mình chưa biết được cái tận nguồn cơn của câu chuyện. Thì tại sao mình lại cái gì mình chưa thấy mà lại phán quyết phải chấp trước rồi sanh vọng tưởng? Có phải nó chướng ngại hết mọi công đức lành của mình không? Có nhiều khi mình giận một Phật tử mình không đi chùa, như vậy là cái gì nó chướng ngại mình? Vậy thì rút mình đi chùa là vì người đó, hay mình vì mình, hay mình vì Phật? Mình vì mình thì đâu có vì cái người đó mình bỏ, phải không? Cho nên từ cái phiền não chấp trước cho nên nó chướng mình. Mà thế mà ngày nào cũng tụng kinh nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não hết, nó chướng mình mà tại sao mình không thông? Chưa đại chúng, nó có hai cái loại chướng. Một gọi là chướng ngại, hai gọi là chướng nạn. Chướng ngại là gì? Cái gì mà nó trước mặt mình, nó cản trở đường đi của mình, cái đó gọi là chướng ngại. Còn cái gì mà mình để trong lòng lâu ngày mình không buông xả được, nó thành ra cái chướng nạn. Như vậy thì bây giờ đại chúng thấy là cái nạn với cái ngại, cái nào dễ dẹp? Chướng ngại dễ dẹp hay chướng nạn dễ dẹp? Chướng ngại dễ dẹp hơn. Thí dụ mình đi nó có cái khúc cây, bước xuống dời khúc cây đó cái đi được. Nhưng mà cái chướng nạn là những cái phiền muộn bên ngoài mình lấy, mình cất ở trong tâm, trong lòng của mình, rồi lâu ngày nó nặng nề bỏ ra không được, cái đó nó trở thành ra cái tai nạn cho mình, chứ không có hay ho gì hết. Cho nên cái mình phải làm sao cho cái câu kinh mình tụng nó trở thành ra hiện thực, chứ không còn là trừu tượng trầm trong sách vở. Ngày nào cũng tụng nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não. Mình tiêu cái chướng nạn bằng cách nào? Hay là mình đọc cái hạnh của Đức Phổ Hiền, cái nguyện của Đức Phổ Hiền là tứ giả sám hối nghiệp chướng. Sám hối như thế nào để tiêu nghiệp đây? Học kinh cho nhiều. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si, hôm nay bắt đầu xin sám hối. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu phiền não cũng do gì? Do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Lẽ ra cái tâm của mình nó giống như một cái đám mây bạc thông dong. Nhưng mà sở dĩ mình không làm mây là thông dong được là tại sao? Là vì mình cứ bị vướng mắc, thành thử ra chỉ cần mình nói ra được rồi lòng nhẹ nhõm,
Chừng đó tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng như những đám mây thông dong vậy. Thôi thì hôm nay chúng ta trở về chùa Phổ Hiền, tên của một vị Bồ Tát nha, làm lễ Quán Thế Âm, vị Bồ Tát nữa. Bồ Tát Phổ Hiền là Bồ Tát của sự, của hành động. Bồ Tát Quan Âm là của tấm lòng. Tấm lòng mà từ bi có rồi thì hành động vô ngại. Sở dĩ người ta làm không cùng tận, làm miệt mài, làm quên mệt, vì sao? Vì có một tấm lòng. Trịnh Công Sơn có một câu: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Ai biết không? Để làm gì? Để gió cuốn trôi đi. Nghĩa là rốt cuộc cuộc đời này nó vậy đó, mọi thứ nó cũng trôi đi như vậy, nhưng mà cứ sống như vậy. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Tấm lòng với nhau là những gì chúng ta thấy người ta cần cứ giúp. Người ta chỉ cần có một bữa chay mình cho người ta ăn. Cho nên cứ sống như vậy. Cho nên người Việt Nam mình rất hay. Người nào mà giận họ cỡ nào đi nữa mà nghe họ chết rồi, thế nào cũng phải tìm cách đi tới thắp cây nhang. Và mình tuyên bố một câu: nghĩa tử là nghĩa tận. Nghĩa là cái tình nghĩa của người mất, phải không? Lúc này những phiền muộn gì buông hết. Thậm chí người ta thiếu nợ mình, mình không muốn người ta nợ mình nữa, tới thắp cây nhang tuyên bố buông. Hồi đó chị còn sống, chị mượn tôi 100, chị hứa 1 năm chị trả. À, giờ chị chưa được trả tôi, thôi tôi cũng không muốn chị nợ tôi. Tôi xin thắp cây hương này và xin tôi xin miễn, tôi xin cho chị luôn. Đó, cái đó là cái hình ảnh rất đẹp. Bây giờ đừng đợi chết thắp nhang, thắp liền tại chỗ. À, chị chọc tôi giận bữa hôm, nhưng mà thôi mình là Phật tử với nhau, xả bỏ để mình cùng làm quyến thuộc với nhau. Được như vậy đó là mình là Quan Âm Phổ Hiền. Quan Âm là từ bi, Phổ Hiền là hành động. Không có từ bi thì không đi tới hành động. Hành động càng lớn, từ bi càng nhiều. Vì mình càng đi sâu vào đời sống của người ta thì mình càng thẩm thấu cái nỗi khổ của người, và chừng đó lòng từ mình càng lớn hơn nữa. Thôi xin chúc cho đại chúng nhớ cái câu đó hen: nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Cứ luôn luôn lấy cái vọng tưởng chấp trước, sống vì vậy mà không chứng đắc được cái trí tuệ đức tướng của Như Lai. Hễ vọng tưởng mà khởi là chướng ngại đường tu, hễ chấp trước mà khởi thì chướng ngại đường tu. Muốn làm phước do nghĩ sai cho người ta cái hết làm phước, muốn đi chùa tiếp tục do hờn giận rồi hết đi, đâu có đúng, phải không? Cho nên chính mình sống như vậy hoài, cho nên mình tu nhiều năm mà không tiến. Giờ muốn tiến bộ không? Bớt vọng tưởng. Pháp Hòa nói bớt thì chứ chưa nói bỏ nha. Bớt là trời ơi, thiên hạ thái bình. Bớt thôi. Rồi khi nào mình bớt được rồi thì từ từ nó mới hết. Cũng giống như bệnh vậy đó, uống thuốc vô nó không hết bệnh, nhưng mà nó làm sao? Bớt bệnh là mình mừng rồi, nhiêu đó thôi là mình hạnh phúc rồi. Chúc đại chúng có một ngày an vui, và luôn luôn nhớ hai cái hạnh của hai vị Bồ Tát lớn là Đại Hạnh và Đại Bi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, trong kinh Hoa Nghiêm phẩm 40 đó, có nói tới cái hạnh nguyện của Phổ Hiền trong 10 hạnh đó. Thì trong đó có một câu nghe Đức Phổ Hiền nói như thế này: chừng nào chúng sanh hết, nghiệp của chúng sanh hết, phiền não của chúng sanh hết, chừng đó hạnh nguyện sám hối của con mới hết. Ngày nào chúng sanh còn, nghiệp chướng của họ còn, phiền não của họ còn, hư không này còn, hạnh nguyện sám hối của con cũng phải còn.
Vì sao? Đúng như vậy. Ngày nào mình còn nói là ngày đó phải sám hối. Đúng không? Có nhiều vị nói tôi không có tội lỗi gì, không cần phải sám hối. Không có đâu. Phải không? Cái đó chấp đó. Chấp mình, chấp là mình không có tội, vọng tưởng mình không có tội. Thật ra không? Nghĩ mình không tội cũng là một loại vọng tưởng, chắc không? Chắc là mình không có, tội lỗi không? Chữ sám hối là gì? Không có phải lại Phật cho nhiều đâu. Sám hối có nghĩa là giảm nói những cái điều không có đúng, giảm suy nghĩ những điều không có hay, giảm hành động những điều không có đúng, làm cho người ta buồn. Giảm mấy cái đó thôi là chân thật sám hối. Mà được như vậy là tâm thanh tịnh. Thì mỗi ngày do chúng ta suy nghĩ, hành động và lời nói, có thể chúng ta có vô tình hoặc cố ý chúng ta tạo những cái nghiệp không lành. Thì vì vậy cho nên cái cuộc sống của chúng ta thường gặp trở ngại, dù là cuộc sống trong đạo hay là cuộc sống ở ngoài đời. Nói chung là cuộc sống có nhiều trở ngại, một phần là do những cái nghiệp chướng của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta thường sám hối. Không phải mình sám hối mà tội tiêu diệt, mà nhờ cái công đức chúng ta dừng lại các cái nghiệp và chúng ta không tiếp tục làm. Và nhờ những lời kinh đó mà nhắc nhở chúng ta, để chúng ta cố gắng chúng ta sống thiện càng tốt, càng nhiều càng tốt, để làm cái năng lượng bình an cho mình, cho người thân mình, cho những người xung quanh của mình. Vì vậy mà tụng kinh, dù có thể mình không hiểu hết những cái nghĩa sâu sắc của kinh, nhưng mà nhờ khi mà chúng ta ngồi tụng như vậy đó, chúng ta thanh tịnh được ba nghiệp thân miệng ý, và chúng ta duyên theo lời kinh, cho nên từ đó nó tỏa ra được cái năng lượng bình an. Có nhiều người, người ta ngồi, người ta nghe mình tụng thôi thì người ta cũng có được sự bình an. Cho nên mình, nếu mà mình ở nhà mình theo dõi livestream thì mình có hai cách mình theo dõi. Một là mình dựng cái phone ở trước bàn Phật của mình, rồi mình cũng mặc áo tràng, cũng hành trì y như là mình đang thực hiện một khóa lễ và có quý thầy hướng dẫn. Còn như trường hợp những vị nào không có phương tiện thì mình có thể dựng cái phone của mình hay là cái iPad của mình ở đâu đó, ở trên bàn ăn, rồi mình cũng ngồi trang nghiêm trên ghế, mình hành trì theo. Nhưng mà nhờ cái giây phút mình thực hiện trong cái hoàn cảnh của mình thì tự nhiên mình không có lãng phí thời gian, và trong giây phút đó mình đang tạo những cái nghiệp thiện lành cho mình. Trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta thường có khi mình tạo tội. Chữ tội là gì? Khi mà chúng ta cố tình chúng ta làm một việc gì đó. Thì không phải là mình, khi mình làm một cái điều sai, người khác có thể ảnh hưởng. Không phải người ta lãnh mà người ta ảnh hưởng. Ví dụ như vừa rồi ở bên Mỹ, thì cái ông cảnh sát đè cổ một cái người Mỹ đen đó, thì cái ông kia ổng tắt thở ổng chết. Thì bây giờ dân, những người da đen họ đánh phá, họ đốt các cái khu cửa tiệm. Thì bây giờ buộc lòng là phải đem cái ông cảnh sát đó ra xử. Và những người có cùng cộng tác với ông cũng ảnh hưởng ít nhiều. Người ta không có lãnh hết cái nghiệp của một ai đó. Nhưng mà trong cuộc sống mình làm một cái điều gì, nó có thể nó ảnh hưởng đến người khác. Ở đây là Pháp Hòa muốn có một câu hỏi. Là tại sao mình không thể lãnh nghiệp giùm người khác, nhưng mình có thể hồi hướng công đức của mình cho người đó? Thường thường ở trong cuộc sống, mình làm việc gì tốt trong Phật Pháp mình hay nó hồi hướng. Nhưng mà mình biết rằng không phải mình hồi hướng mà người đó được. Tại sao? Tại vì người đó cũng phải có cái phước để nhận được cái phần hồi hướng của mình. Bây giờ mình nói đơn giản trong cuộc sống, thường thường người ta nói á, ai mình nói mình gặp người ta mình chia buồn, nhưng mà mình thật sự nếu người ta chia mình có dám lãnh không? Rồi mình gặp người ta có niềm vui mình nói xin chia vui, vui ai dám cho ai cho. Thành thử ra cái vấn đề mà chúng ta hồi hướng là cái tâm thiện lành. Khi chúng ta làm được việc tốt, chúng ta nghĩ đến, chúng ta muốn chia sẻ. Cũng giống như mình nấu một món ăn, mình đem ra mình nói tôi nấu món ăn mời hết tất cả mọi người,
Nhưng mà trong đó có những người ăn được nhiều, ăn được ít, và có những người không ăn được. Vì những người không ăn được là tại vì cơ thể họ không thể tiếp nhận được cái món ăn đó. Những người ăn ít là bởi vì có thể họ không quen món ăn đó. Những người ăn được nhiều là họ thích. Thì cái phước của chúng ta trang rãi đồng đều, nhưng mà tùy theo mỗi cái phước của mọi người mà người ta tiếp nhận. Cũng giống như một cái người, người ta nói một cái điều hay, cũng chưa chắc mọi người sẽ tiếp nhận. Cho nên nhưng không vì vậy mà chúng ta không nói điều hay. Mình cứ nói, mình cứ tiếp tục mình sống tốt, mình tiếp tục mình chia sẻ cái điều lành. Còn bao nhiêu người hấp thụ, bao nhiêu người được tiếp nhận là tùy. Tại vì sao? Vì cái duyên của mỗi người nó mỗi khác. Cho nên khi mà chúng ta nói là chúng ta thật sự chúng ta không thể lãnh, nhưng mà chúng ta có phần ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ trong đây có một người nào làm sai, thì cái người chính đương sự đó, đó là nghiệp của họ rồi. Còn mọi người xung quanh là có cái phần ảnh hưởng. Cho nên mình hồi hướng, hay là nghiệp ở trong cuộc sống đó, đã là nghiệp của mỗi người thì ai cũng có phải tự nhận cái đó. Thì phước cũng vậy, phước của mình thì mình hưởng thôi. Còn cái phần mình chia sẻ đó là tùy theo cái phước duyên của mỗi người. Chứ không phải mình học mình, nhưng không thể không hồi hướng. Nhưng mà trong cái tâm niệm lành, có nhiều người người ta cũng không có niệm lành đó, thì người ta đâu có chia sẻ cho ai. Nhưng mà trong Phật Pháp là mình luôn luôn khuyến thiện. Còn cái vấn đề là lãnh nghiệp, không lãnh nghiệp cho ai, để mình nói để chi? Để mọi người đừng có ỷ lại vào người khác. Đừng có ỷ lại vào người khác để tự mình sống tốt. Còn nói là hồi hướng là để tự đương sự, cái người tu tập niệm lành luôn luôn sống mà biết trang rãi đến mọi người. Cho nên á, thường thường mình gặp ai đó mình nói tội nghiệp. Tội nghiệp là gì? Nghĩa là cái nghiệp họ làm bây giờ thành cái tội. Nhưng mà chúng ta chỉ nói có một câu tội nghiệp, mà chúng ta quên một câu thứ hai là gì? Phước nghiệp. Họ có cái phước, họ sống bằng cái nghiệp đó. Ví dụ có những người sống luôn luôn biết thương mọi người, biết nghĩ đến mọi người, sống trong chúng mà luôn luôn đến với chúng mà ai người ta cũng hạnh phúc, thì cái đó là cái phước nghiệp của người đó. Nhưng mà một người nào đó sống trong chúng mà họ luôn luôn họ làm những cái điều khó khăn cho chúng, thì cái đó là tội nghiệp. Thật ra mình lâu xưa giờ mình nói con câu cứ ai thấy khổ khổ nó tội nghiệp. Nhưng mà tại sao có những người người ta sống thiện lành thì chúng ta có câu thứ hai chúng ta nói là phước nghiệp. Cho nên đừng chỉ có một câu tội nghiệp mà quên cái phần phước nghiệp. Chợ đây cũng thế, đa phần chúng ta nói hồi hướng, nhưng mà chúng ta biết rằng cái hồi hướng đó là cái tâm thiện lành chúng ta muốn chia sẻ cho mọi người. Còn nhận được bao nhiêu là tùy phước của họ. Còn nghiệp ai dám lấy? Trong cuộc sống này không ai dám nhận của ai. Nhưng mà có phần ảnh hưởng. Mình làm tốt, mình làm điều không đúng, thì trong gia đình mình cũng có phần ảnh hưởng. Còn mình cũng phải là cái người lãnh cái nghiệp đó. Cho nên chúng ta nói cộng phước, cộng nghiệp. Phước có thể cộng, nghiệp có thể cộng. Nhưng mà lãnh thì người đương sự phải lãnh, còn những người xung quanh là chúng ta ảnh hưởng cái phần nghiệp hay phần phước thôi. Nói cho rõ như vậy. Câu hỏi thứ hai: con xin cảm ơn những gì thầy đã và đang làm cho những Phật tử ở hải ngoại này. Xin thầy giải thích giúp con một trong những điều răn của Phật về một người bạn tốt là đệ tương phú tàn. Nhiều website dịch là mình có gì thiếu sót, khuyết sót không hay, họ đều che giấu cho mình. Có nơi khác thì Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ, đến khi thiện căn họ thành thục, bây giờ sẽ chỉ cho họ thấy rõ chân lý đích thực, rõ lý chân như đích thực. Con vẫn chưa hiểu tường tận. Thưa đại chúng, cái câu hỏi này á, cái câu mà đệ tương phú tàn á, là nó nằm ở trong cái gọi là thiện hữu thất sự hôm trước mình có học đó. Tức là 7 cái điều thiện của một người bạn, 7 điều kiện
để được nhận định là một người bạn tốt. Thì cái câu này là một trong bảy cái đó. Ví dụ như là tao khổ bất ly nè, tức là khi mình khổ nạn không bỏ nhau. Bần tiện bất khinh, lỡ người bạn đó nghèo khổ mình không có khinh thường. Mật sự tương cáo là có những gì gì đó thầm kín chúng ta đều chia sẻ cho người bạn đó. Rồi đệ tương phú tàn là tương trợ với nhau, che giấu những cái lỗi lầm sai sót của nhau. Rồi nang tác, mà nang tác, chữ nang là khó. Nang tác như là việc khó làm mà mình có thể làm cho người đó. Rồi nang giữ, mà nang giữ tức là việc khó giữ mà chúng ta cũng cố gắng giữ được. Rồi nang nhẫn, mà năng nhẫn tức là chuyện khó nhẫn mà mình cũng nhẫn được. Cái đó gọi là bảy cái đó gọi là thiện hữu thất sự, tức là bảy việc, bảy vấn đề mà được nhận là một người bạn tốt. Thì trong này có cái câu là đệ tương phú tàn, tức là mình tương trợ với nhau, che giấu ẩn tàng những cái lỗi của nhau. Thì trong này mới nói rằng có nơi giải thích mình có gì khuyết sót không hay, họ che giấu cho mình. Cái này là một cái lối giải thích ngắn gọn theo cái nghĩa của cái câu là đệ tương phú tàn. Nhưng mà nếu mà giải thích chi tiết thêm, tại sao mình phải giấu, tại sao mình phải giấu điều đó, là bởi vì thứ nhất mình thấy rằng cái này chỉ là một cái lỗi, và người này có khả năng phục thiện, và mình thấy rằng bản thân của người này có nhiều khả năng, có nhiều khả năng làm những cái điều hay hơn nữa. Cho nên mình không thể nào vì một cái lỗi nhỏ của họ mình phô trương, mà mình phải cố gắng bao che để làm gì? Để giúp cho người đó cải thiện, để giúp cho người đó sống tốt. Cái này là trong cuộc sống, không phải là bạn bè không, huynh đệ, những người thân của mình. Nếu mình thấy rằng họ có nhiều cái hay, mà họ, nếu mà họ được giáo hóa, họ được thấm nhập, họ có thể thay đổi tốt. Cho nên một cái người bạn tốt là cái người, ở đây là thiện hữu thất sự này, là một thiện hữu là một người bạn lành. Mà người là bạn lành này có đủ hai phần: từ bi và trí tuệ. Từ bi là thương cho cái người bạn kia, trí tuệ là biết cách làm sao ứng xử để giúp cho người bạn của mình chuyển hóa. Cái này là cái đặc biệt, chứ không phải là một, mình có được một người bạn như thế này đó, thật sự người bạn này đúng là thiện tri thức, chứ không phải những người bạn bình thường trà dư tửu hậu. Mà những người bạn này là họ luôn luôn họ sống bằng cái sự tu tập của họ. Cho nên họ thấy mình sai, điều đó không có xứng, không có đáng, họ có thể che giấu để làm gì? Để mong cho mình chuyển hóa. Mà mình á, là cái người mà một người, mình là người bạn với họ đó, thì mình cũng phải có cái tàm quý, cái là tự xấu hổ với mình, tự xấu hổ với người kia. Tự xấu hổ với mình là cũng thấy xấu hổ với người kia. Người kia sao luôn luôn trợ duyên cho mình mà mình không có cái tâm phục thiện, không có cái tâm chuyển hóa, thì mình bị mất đi cái duyên lành gặp được những người bạn này. Thành thử ra họ không phải như những người bạn bình thường là dễ dàng buông bỏ nhau. Thật là thí dụ mình chơi với bạn đi, phải không phải dẹp, cái đó bình thường. Bạn như vậy trong cuộc sống này nhiều lắm. Nhưng mà những người bạn mà nang giữ, nghĩa là những người bạn mà rất, cái người bạn này có những chuyện mình khó giữ lắm, khó giữ gìn lắm mà mình giữ gìn được. Ví dụ như mình giữ gìn được cái tâm từ bi với họ, mình giữ gìn được cái tâm bao che cho họ, giữ gìn được cái tâm lân mẫn với họ. Năng nhẫn, chuyện khó nhịn mà mình nhịn được. Có nhiều khi họ lấn lướt mình mà mình vẫn nhịn họ. Còn cái chuyện mà người ta lấn lướt mình rồi mình phải cho họ biết tay rồi chấm dứt bạn, thì những cái bạn đó chỉ là bạn trong thế gian bình thường thôi. Còn đi tìm được một người bạn mà luôn luôn ôm ấp mình, bao che mình, không phải dễ. Cũng giống như huynh đệ thôi.
Thí dụ bây giờ mình sống chung một chùa với nhau, mình không phải là chị em, anh em ruột thịt, là những người huynh đệ cùng tu chung một chùa. Nhưng mà mình thấy cái người bạn đó có cái lỗi lầm, mình luôn luôn mình ẩn tàng, mình che giấu. Không phải là mình kết phe, nhưng mình thấy rằng người bạn này hy vọng rằng ở chùa lâu năm, nghe pháp nhiều, tu tập nhiều sẽ được chuyển hóa. Như vậy mới gọi là một người bạn đặc biệt chứ, mới được đi vào trong kinh sách chứ. Còn bạn mà bình thường thì đâu có nói. Ở đây là những người bạn có tuệ giác, có từ bi, có tuệ giác. Cho nên có những vị trong cái giới luật, có những vị người ta làm sai, và chư tăng thấy rằng cái điều sai của họ không quá đáng, không có phạm vào những cái điều gọi là nặng nề giới trọng, nhưng mà họ có rất nhiều những cái khả năng để hoằng pháp lợi sinh. Thì có những buổi họp làm sao để giúp họ sám hối, để phục thiện, để họ tiếp tục cái con đường hoằng pháp lợi sinh của họ. Và nói theo ngoài đời là gì? Lấy công chuộc tội. Hay không? Mình có cái lỗi thì mình lấy cái công, mình ứng xử làm sao để mình phục thiện lại cho chính mình. Chờ ở đây cái câu thứ hai, có nơi khác thì nó là Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ, đợi đến khi thiện căn của họ thành thục. Tại sao? Tại vì nếu nói theo Phật pháp thì gì? Mình nhận ra rằng ai cũng có Phật tánh, ai cũng có những cái cơ hội để phục thiện. Cho nên mình cho họ cơ hội phục thiện là cái điều mà mình mở cửa để mình tiếp những cái thành phần đi vào trong con đường chánh pháp. Thưa đại chúng, trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Nếu mà một người mà người ta làm lỗi cho mình, đẩy người ta ra, làm lỗi mình đẩy người ta ra, thì có lẽ mình không tìm được một người nào có cơ hội tu tập chuyển hóa hết. Ví dụ như thời của Đức Phật, Ngài Đề Bà Đạt Đa nè, lục quần tỳ kheo đó, 6 vị tỳ kheo mà chuyên môn tạo những cái điều mà khó khăn trong tăng già đó, trong tăng chúng đó. Mấy 6 vị đó cũng được tiếp nhận, và thậm chí với cái nhìn của Đại Thừa thì 6 vị này là ai? Là những Bồ Tát, là những thiện tri thức tạo những cái điều rắc rối để làm gì? Để Đức Phật có cái cơ, có cái duyên, cái cớ để Đức Phật chế giới. Thấy không? Rồi Ngài Ương Quật Ma La, tức là Ngài Vô Não đó, cũng được tiếp nhận, vân vân. Thành thử ra những cái người mà người ta gây lỗi như giết người, như Ngài Ương Quật Ma La, nhưng mà mình biết rằng cái này là gì? Là do họ bị người ta đưa họ vào con đường tà kiến sai quấy. Cho nên cũng như vậy, có những người không biết, không được duyên lành, không gặp được những thiện hữu tri thức, họ có thể làm những điều sai, nhưng mà mình biết được người này có rất có khả năng, họ có thể chuyển hóa được. Cho nên cái câu đệ tương phú tàn là gì? Tương trợ với nhau. Chữ phú là che, chữ tàn là ẩn. Mình che giấu và mình ẩn tàng những cái lỗi đó để mình mong rồi từ từ tìm những cách nào đó để chuyển hóa cho họ. Câu hỏi thứ ba, bạn con được chính phủ trợ cấp tiền nuôi bệnh, nhưng thời gian sau bạn con tự nhận tiền mà không có người nuôi. Kính thưa Thầy, bạn con có bị tội về lường gạt không? Và như vậy có phải bị nhân quả không? Tức là ở đây chương trình chính phủ họ có những chương trình trợ cấp cho những người nuôi bệnh. Rồi có những người nuôi bệnh rồi bây giờ cái không còn người bệnh để nuôi, nhưng mà vẫn khai với chính phủ là mình còn người bệnh để nuôi và nhận tiền. Thì cái điều này có đúng hay không? Thật ra thưa đại chúng là nếu mình có thể, người ta có một cách nghĩ khác. Người ta nghĩ là tiền của chính phủ mà, tội gì không nhận. Nhưng mà thật sự ở đây á, chính phủ họ rất là rõ ràng. Nếu như mình thật sự là một người nuôi bệnh, mình đúng hợp pháp thì họ trợ cấp cái tiền đó cho mình. Nhưng mà nếu mình không còn người để nuôi, mình phải báo cáo để người ta ngưng cái tiền trợ cấp đó. Nếu như mà mình 5 năm, 10 năm mình vẫn tiếp tục nhận cái tiền đó mà
hoàn toàn mình không có người bệnh nào để mình nuôi. Chính phủ họ biết được thì mình cũng phải trả lại hết toàn bộ số tiền mà mình đã nhận trước kia. Đó là chưa nói là mình còn bị phạt hay cái gì nữa ha. Ở đây là nói một cách đơn giản là họ sẽ đòi lại đủ. Rất nhiều trường hợp mình đã biết. Cho nên mà hơn nữa quý vị thấy á, thật ra nói là tiền chính phủ chứ tiền của ai? Tiền của dân. Tất cả mọi người đi làm đóng thuế vào đó. Rồi chính phủ lấy cái tiền thuế đó để làm tất cả những công việc trong xã hội. Chính phủ không có ăn. Chính phủ không có hối lộ cái tiền đó. Chính phủ không có ăn chặn cái tiền đó. Mà chính phủ làm tất cả những công việc gì liên quan đến xã hội. Ví dụ như nội mà mình thấy là chính phủ trợ cấp tiền bệnh thôi. Mà trong xã hội không biết bao nhiêu dạng bệnh. Bệnh tâm thần, rồi những người bệnh sanh ra bẩm sinh bị bệnh vân vân, đều là tiền của chính phủ hết. Mà nói chữ tiền chính phủ đó là nói vậy thôi, chứ thật sự ra tất cả cái đó là tiền của người dân đi làm đóng thuế vào đó. Sửa đường hàng năm, nếu mà ở xứ lạnh là tốn tiền dữ lắm. Tại vì đường xá sau một mùa đông là hư hết. Và chính phủ phải tốn, bỏ tiền ra rất nhiều. Thậm chí những cái ali phía sau mình, những con đường phía sau, sửa đường, đèn đuốc vân vân, đều là những cái nguồn tiền từ người dân đóng thuế. Tiền thuế đất, tiền thuế đi làm, mình mua vật dụng, mình đóng thuế hết. Và mỗi người công dân phải đóng thuế. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mình đóng thuế vào đó, ngoài chu cấp cho xã hội ra, bây giờ có những cái tai nạn nó tới. Ví dụ như vừa rồi đây, cái nạn Covid-19, thì mọi người dân đều phần lớn là thất nghiệp. Thì những người nào thất nghiệp thì được nhận cái tiền của chính phủ hết. Thật ra mình thấy là khi mình nhận á, thì mình không thấy là lúc mình đóng á, thì mình thấy đau lắm. Mình thấy là mình phải đóng. Nhưng mà mình thấy khi mình hữu sự là quả thật cái tiền mình đóng vô nó đều có cái lợi ích hết. Và ở trường hợp khác, có những vị sẽ trốn thuế. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, mình hỏi trốn thuế làm chi vậy? Nói trốn thuế đi làm, để lấy tiền để đi làm từ thiện. Thì bây giờ thay vì mình làm từ thiện thì chính phủ làm từ thiện giùm mình. Mà mình còn không mắc cái tội nữa. Mắc cái tội là thứ nhất là gì? Bản thân mình mang vào trong người cái sự hồi hộp lo lắng là mình lường gạt. Cái thứ hai là nếu chính phủ phát hiện là mình bị một cái vết. Mà hơn nữa không cần thiết. Thành ra thay vì mình cứ đóng uống vô đó, thì những cái tiền mình làm đó cũng đi vào từ thiện hết thôi. Nhưng mà ở một cái hình thức là từ chính phủ mà mình đang sống. Còn mình khai thuế không đúng để mình nhận cái tiền đó lại, thì hỏi để làm gì? Cũng đi làm từ thiện. Mình có cái cách để mình bào chữa là đi làm từ thiện, đi cúng dường vân vân. Thì đại chúng phải mình suy nghĩ cái điều đó. Còn cái câu hỏi, có một cái câu hỏi nó liên quan là ai là người thẩm định nhân quả? Nếu là không có một Đức Phật, một đấng thần linh nào nhận định nhân quả thì ai? Thật sự nhân quả là cái luật tự nhiên. Ví dụ như mình trồng một cái hạt xuống đất, thì cái hạt đó là nhân nè, đất là nhân nè, nước là nhân nè, không khí là nhân nè, mưa là nhân nè, nắng là nhân nè. Thì tất cả các cái nhân đó nó duyên với nhau để nó có cái quả. Không có ai, không có ông nào ngồi phúng mưa, không có ông nào ngồi soi nắng. Nhân quả là một cái luật tự nhiên. Ví dụ mình lấy nước, mình để lên cái lò mình nấu thì lát nó sôi. Thành thử ra cái câu hỏi trong này có một vị hỏi là nếu mà Đức Phật không phải là người đặt ra nhân quả, không phải là người xét cái nhân quả, thì ai là cái người nhân quả là một cái luật tự nhiên? Mình làm không đúng thì trước sau gì cái việc đó nó cũng sẽ không đúng. Nó tùy theo cái duyên thôi. Ví dụ như mình trồng một cái hạt cải xuống, nhưng mà nếu mà mưa tốt, nắng tốt, thì trong vòng tháng có cải ăn. Nhưng mà ví dụ mình trồng cây bầu, nó lên đường khúc vậy thôi, tự nhiên có một trận lạnh quá, một cái cơn tuyết nhẹ nó rơi xuống, dù là tháng 5 hay tháng 6, thỉnh thoảng em anh tên mình vẫn có tuyết vào tháng 6, thì có thể những cây bầu nó chết. Trên bình thường
không? Thành thử có những cái mà nó lên lẹ là do cái duyên tốt, hay là nó chậm là do cái duyên không đủ. Có nhiều khi có những năm thiếu mưa thì mình không được thu hoạch. Thật ra tất cả đều là nhân quả, là cái luật tự nhiên. Mình không tin, mình vẫn phải sống trong cái sự xoay chuyển của nhân quả. Mình không tin cũng không sao, tại vì không ai đặt ra mà cũng không ai áp đảo mình phải tin cái đó cả. Nhưng mà mình đang sống trong nhân quả. Ví dụ như là mình hồi nãy mình đói quá, mình lấy một chén cơm mình ăn vô thì mình nó. Thì mình vẫn sống trong cái vòng nhân quả đó thôi. Thì ở đây nè, nếu chúng ta làm cái điều không đúng mà họ 3 năm sau, 4 năm sau họ chính phủ mà phát hiện rồi, mình cũng sẽ trả đủ à. Mà mình thỉnh thoảng đọc tin tức, mình thấy có rất nhiều người ta bị như vậy. Đừng có nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như nội ba cái tiền sữa nè. Tiền con nít ở đây mà chính phủ cho tiền medical đó. Cho nên hồi đó Pháp Hòa có mấy chú nhỏ nhỏ đó. Là đúng luật á, là mình có bao nhiêu chú thì ở cái tỉnh Alberta này họ sẽ cho Pháp Hòa cái thẻ để đi khám bác sĩ, đi lấy thuốc cho mấy chú miễn phí. Tại vì mấy chú dưới 18 tuổi. Nhưng mà khi mấy chú lớn lên rồi, đúng 18 tuổi rồi á, là mình phải liên lạc với cái những cơ quan đó. Mình nói mấy chú này lớn rồi, tôi không có còn under cái dưới cái sự cai quản của tôi nữa, thì họ phải cắt cái đó thôi. Hoặc là có nhiều khi họ gửi giấy báo trước luôn á, họ nói 3 tháng nữa là cái người này sẽ thành 18 tuổi rồi, dù không có còn tiếp tục legal để mà lo cái người này nữa. Và có những cái vấn đề là chúng ta phải liên lạc để chấm dứt cái đó. Ví dụ mình quên đi, có nhiều khi quên lửng luôn, năm sau nó phát hiện rồi, nó tính ra mỗi tháng vừa rồi mình lãnh nhiều của họ, suốt năm sau trả lại hết. Trước đây con thấy đạo Phật rất xa và rất cao, Phật là hình ảnh nào đó mà con không thể đến gần được. Nhưng may mắn con gặp được những buổi pháp thoại của thầy trên YouTube. Con đã hiểu và thấy rằng Phật rất gần, rất thân thiện. Lời dạy của Phật cũng rất đời và lời giảng của thầy cũng rất thật, vui và đầy đủ ý nghĩa. Thưa thầy, con rất tin vào nhân quả, tuy nhiên có thắc mắc xin thầy hoan hỷ giải thích giùm con. Khi ta làm sai thì sẽ nhận hậu quả, xin hỏi thầy ai sẽ là người giám sát việc làm sai và bắt ta phải chịu? Không có ai hết, đó là một cái luật thiên nhiên vậy thôi. Mình nó ở trong một cái mình thể trồng cái cây đó, nó vẫn sẽ lên, nhưng mà nó tùy theo cái duyên mà nó lên. Thì ở đây có cái câu hỏi kế nè. Khi người ta làm sai, nếu có người giám sát việc làm sai của ta, tại sao không bắt ta phải chịu hình phạt ngay sau đó, một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, mà phải để đến kiếp sau mới chịu hình phạt? Nếu ta làm sai và ta phải chịu hình phạt ngay liền đó thì sẽ có tác dụng giáo dục tốt hơn, người đời sẽ giảm bớt tham, sân và si hơn. Ý nói là nếu có một người nào đó thẩm định cái nhân quả thì tại sao không bắt người đó phải chịu tội liền đi, để cho người đó có cơ hội được giáo hóa và cuộc sống con người sẽ giảm tham sân si, mà tại sao phải để tới kiếp này kiếp sau làm chi? Thưa đại chúng á, thật ra mình nói là nói vậy thôi. Nhưng mà ở đây như thế này. Thứ nhất là mình đã biết rằng không có ai thẩm định nhân quả, đúng không? Và cái thứ hai là gì? Thí dụ khi mình làm một cái việc gì đó, chắc gì có ai tới đó nói mình làm sai mà mình nhận không? Cũng chưa chắc. Tại vì ai cũng có cái gì? Cái ngã. Ai cũng có cái bảo thủ. Ai cũng có cái bảo, nghĩa là cũng có cái sự bào chữa cho chính mình. Tôi làm như vậy là đúng đó. Thật sự bây giờ mình nói trong cuộc sống đơn giản thôi đó, mình cứ bây giờ mình khoan nói những cái xa, mình cứ nói những cái chuyện rất gần, là chưa chắc gì khi chúng ta làm một điều gì đó mà người khác tới nói đó sai mà chúng ta nhận. Chưa chắc. Đó là chưa nói với cái thành kiến của mình đã nói là mình làm đúng, không có sai. Rồi là chưa nói gì nữa, xung quanh mình những người ta tán trợ cho cái việc mình làm.
là đúng. Còn nếu mà nói rằng á, có những loại cây á, nó có thể lên trong vòng 3 tháng, nhưng mà có những loại cây phải 3 năm sau mới có trái. Thí dụ mình trồng mùa hè mình gieo cải bẹ xanh, cải xà lách, bầu bí, trong mùa hè mình có ăn. Tháng 5, tháng 5 mình gieo, rồi tháng 6 mình gieo, giờ khoảng tháng 7, tháng 8 mình có trái mình ăn. Nhưng mình trồng cây bưởi, cây cam không thể mà một năm mà có ăn được, mà phải 3 năm sau mới có ăn. Đó là mình nói theo cái, tùy theo cái loại nhân quả, tùy theo cái loại nhân mà cái thời gian kết quả. Rồi có những cái á, bây giờ mình chưa thể thấy mà sau này mới thấy. Ví dụ như có lúc mình làm hiện tại giờ người ta thấy nó phi, nó sai, nhưng mà có thể trong tương lai người ta thấy nó là đúng. Chứ cái vấn đề nhân quả đó không có ai quy định. Và nếu mình nói rằng nếu mà tại sao không có, để cho mình thấy sớm hơn, mình nói vậy thôi. Chứ còn nói cho đúng ra, nếu mình có tư duy, mình có chịu khó quan sát, thì xung quanh mình nè, trời ơi, nhân quả người ta xảy ra đến với họ nghĩa là biết bao nhiêu. Nếu chúng ta muốn tư duy, muốn quan sát, muốn học hỏi thì rất nhiều xung quanh mình để mình học. Ví dụ bây giờ mình nói về vô thường đi. Đó, đọc đi biết. Một năm không biết bao nhiêu những cái tin tức vô thường cho mình thấy cuộc sống mong manh. Một năm không biết bao nhiêu những cái vụ án mà chúng ta phải thấy rằng họ tạo nhân, giờ họ lãnh quả. Có hết chứ. Nhưng mà tại vì mình nghĩ nó phải happen, nó phải xảy ra đối với mình. Nếu mình muốn tự, mình muốn giáo hóa mình thì nội cái chuyện mình nhìn xung quanh thôi là mình cũng thấy được kết quả rồi. Đó, ví dụ như cách đây bao lâu, 1-2 tuần trước gì đó, một cái chuyến máy bay ở BC mình đó, vừa bay lên là rớt xuống mấy người chết. Không? Rồi bên Mỹ vừa rồi có một anh hình như cầu thủ hả con? Anh ảnh lái máy bay rồi ảnh lũi vô trong chiếc, ai là ai, họ đi chiếc máy bay từ trong một cái buổi sáng sương mù đó, rồi máy bay nổ. Thì nếu mình quán về, mình muốn thấy sự vô thường chớp nhoáng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đều có những cái tin tức, những cái hình ảnh hết. Cho nên ở đây á, mình hiểu rằng có những cái nhân nó chưa đủ cái duyên để nó có mặt. Thành thử ra mà đa số chúng ta phải đợi tới cái kết quả chúng ta mới gọi nó là cái quả thôi. Chứ còn các vị mà người ta có được cái tuệ giác như Phật, Bồ Tát á, thì các vị thấy ngay cái tạo nhân này người ta đã ngán rồi, người ta sợ rồi. Còn chúng sanh mình là đợi tới cái quả nó nở ra rồi thì mình mới thấy được cái sai quấy. Và mình Bồ Tát á, thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả là vậy. Cho nên trong cuộc sống mà mình tu tập á, mỗi ngày mình đều có cơ hội để mình quan sát hết. Nổi cái chuyện mình sống chung với nhau thôi. Mình sống chung với nhau thôi là mình thấy được, mình cũng học rất nhiều từ người kia. Học từ cái sai, học từ cái đúng. Mình thấy tại sao cái người đó làm sai đó, là mình biết rằng giống như kinh Tư Lượng vậy đó, thấy người đó không ai chơi với họ thì mình biết rằng nếu mình sống như vậy mình cũng sẽ không ai chơi với mình, không ai nói chuyện được với mình. Còn người kia tại sao quá nhiều bạn, tại sao có rất nhiều người ta thích, là tại vì người ta sống không có cái này, không có cái đó. Thật kinh Tư Lượng là vậy đó. Rồi mình nhìn vô một cái bát nước, mình nhìn vô một tấm gương, mình thấy mặt mình sạch thì mình phải vui rằng mặt mình rất sạch. Và nếu mình thấy mặt mình dơ thì mình phải đi chùi rửa để làm cho cái mặt mình nó sạch lên. Nếu mình nhìn á, mình thấy á, có những người người ta tu chỉ trong vòng có một thời gian ngắn thôi, người ta có kết quả tốt. Có nhiều khi mình tu hoài, tu bao nhiêu năm trời mà không có kết quả gì hết. Tại sao? Mình phải cho mình một cái cơ hội để mình tư duy, mình quán chiếu lại. Từ cái cách mình sống, ứng xử, cho đến cái cách mình nội tâm mình hành trì.
Con người mình sống nó có hai phần ha, cái mặt mà đối đãi hàng ngày bên ngoài và cái mặt nội tâm của mình. Ví dụ mình khởi tâm ganh tị, đâu ai biết, trừ khi nào mình thể hiện thôi. Hoặc là mình ganh tị và mình thể hiện rất ngầm, mình khéo léo, mình tinh vi, mình ganh tị mà không ai thấy, không ai biết. Nhưng mà thật ra mình đã sống bằng cái nhân đó. Và cái kết quả là tâm mình chưa bao giờ khởi được một cái lòng lân mẫn đối với ai, mặc dù có thể mình vẫn sống trong chùa. Và có đôi khi mình ở trong chùa nhưng mà cách sống mình còn dở hơn một người cư sĩ Phật tử. Thì cái vấn đề không phải là thời gian bao lâu, mà được phải nói tới cái thiện căn, cái căn lành của chúng ta, cái sự tư duy, sự quán chiếu. Cho nên đừng đợi nó phải xảy ra đến với mình. Nhiều khi nó xảy ra đến với mình là mình cũng chết ngắt rồi, mà mình phải có cơ hội mình nhìn xung quanh để mình giật mình thức tỉnh. Ví dụ như thường thường đi xe highway nè, thấy ở trước bị phạt cái tức kịch, cái ở sau mình làm gì? Chậm lại, lái chậm lại liền. Mà đợi tới phiên mình ăn tức kịch là rồi, phải không? Cho nên mình thấy người ta là mình phải lo mình rồi. Trong cuộc sống là nó vậy. Thành thử ra cái sự tu tập là vậy đó. Trong người lại ngẫm tới ta. Mà mình đợi khi mà cái đó nó đến với mình đó, thì đôi khi nó muộn. Ví dụ giờ mình nói đợi tôi già, mình thấy đó, thấy không? Thấy người già không? Hôm qua hôm kia cô Hằng, cô Phôn cô nói thầy nhớ bác đó không? Trời ơi, bữa nay là bác quên 100% luôn. Phá Hoài nói trời mau vậy hả? Cách hôm bữa mới bắt đầu cái dịch nè, là Phá Hoài lên đi lên thăm bác á, đi ngang bác còn nắm tay, bác kêu đúng tên luôn, rồi bác nói chuyện bình thường vậy. Bác nói lúc này yếu quá, không đi chùa được, mọi lần đi hoài, hỏi tuổi, hỏi tên là biết hết, mà bữa nay quên hết trơn. Nó chỉ có trong vòng thời gian ngắn thôi. Và có nhiều khi á, đêm hôm nay mình ngủ, ngày mai là nó đã khác rồi. Thành thử ra, chỉ cần mình có cái nhìn xung quanh thôi. Cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, cái gì mình cũng có thể học được. Mà không cần phải đợi nó tới, nó phải xảy ra ở nơi chúng ta. Nhiều khi cái vô thường nó xảy đến với mình là mình không còn. Cái tai ương nó đến với mình là mình đã tiêu rồi. Mà mình phải thấy với người mà chúng ta cẩn thận. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ mình lái xe vậy đó. Thấy xe trước bị cảnh sát mà bật đèn mà rước theo rồi là mình đằng này mình phải lo thôi. Hay là thậm chí mình thấy ở trước một cái tai nạn xảy ra là tự nhiên dưới này mình phải cẩn thận thôi. Lâu lâu đi máy bay á, mấy người mà ta lên máy bay ta ngồi mà máy bay nó im rồi bắt đầu sao với ông tháo dây nịch ra bắt đầu ngồi đi tới đi lui, mà tới hồi máy bay mà nó nhúc nhích, nó rung rinh, nó lạng tới lạng lui bắt đầu chạy lật đật tới kiếm chỗ ngồi xuống rồi lấy dây nịch đồ nít lại. Và thậm chí mà nặng nề hơn là có người bắt đầu tụng kinh rồi đó. Hồi nãy là không lo niệm Phật tụng kinh. Cho nên ở đây là cái câu hỏi là nếu có một người giám sát, thật sự ra thì không ai giám sát, mà còn nếu mà có thí dụ có giám sát đi, chưa chắc người ta tới người ta nói mình nhận. Mà luôn luôn có cái bào chữa. Đừng có nói chi mấy cái chuyện gọi là lớn lao, nó chuyện rất là nhỏ hàng ngày thôi. Ví dụ mình làm đó, người ta nói trời ơi phải mà làm được. Tôi biết chứ, nhưng mà tôi thích kiểu vậy nè. Cuộc sống này nó vậy đó. Thật ra chưa chắc người ta nói mình mà mình chịu nghe nữa. Thật ra chỉ cần mình nhìn xung quanh thôi. Hoặc là đôi khi á, người ta thấy mình làm sai, người ta không dám nói. Tại sao? Một, có thể mình là người có nhiều thế lực lớn quá, ta nói không dám nói. Ví dụ đi, làm chung với nhau đó, mà mình là người nhỏ, mình thấy ông sếp lớn ăn hối lộ, dám nói không?
mình nói ổng là ổng sẽ thanh toán mình liền, bằng cách là một là cho mình nghỉ việc, hay là người ta sẽ thủ tiêu mình. Thành thử ra có rất nhiều những vấn đề có thể là người ta có, một là mình là người dễ giận, người ta cũng không dám nói nữa. Nói tới mình cái mình giận à, thôi riết ta không dám nói nữa. Rồi hai nữa là mình luôn luôn là có cách để bào chữa, người ta cũng không nói. Và hoặc là có đôi khi mình cố chấp, mình biết sai nhưng mà do cái tâm cố chấp của mình cũng không nhận và vẫn tiếp tục làm sai. Cho nên rất nhiều những cái vấn đề ở trong cuộc sống mà tại sao mà chúng ta không thể phục thiện được. Một người luôn sống tốt và làm điều thiện, không làm điều ác, mà không niệm A Di Đà Phật, như vậy khi chết sẽ đi về đâu? Cái này là tùy nghiệp vãng sanh. Phật Bồ Tát á, là tùy nguyện vãng sanh. Còn chúng ta á, là tùy nghiệp tái sinh. Ví dụ bây giờ mình sống tốt đi, rồi bây giờ mình cất cái vụ niệm Phật quan bên á, mình sống tốt. Thì người sống tốt là hành thiện phải không? Hành thiện thì đi đâu? Cõi trời, cõi người. Ví dụ mình tu trọn năm giới đi, không giết người nha, không phải ăn chay nha. Cái vấn đề là mình không giết người. Còn cái chuyện ăn chay là mình đi cao nữa. Thí dụ mình không, mình thí dụ bây giờ là đời này mình không giết người là mình giữ trọn giới thứ nhất rồi. Nhưng mà mình lại ăn chay nữa, cho nên đời sau trở lại đời này á, mình có trở lại làm người á, ít bệnh tật. Nó có cái mình không, mình giữ được cái giới thứ nhất thì mình, thí dụ mình giữ được năm giới, nhưng mà trong cái giới thứ năm thứ nhất là không sát sanh thì mình được trở lại làm người. Nhưng mà nếu mình giữ được cái giới không có ăn mặn nữa thì cái phước của mình là gì? Ở trong cõi người mà ít bệnh tật. Có những người người ta ở trong cõi người nhưng mà bệnh tật tối ngày, thì mình biết rằng đời trước người này tuy không giết người nhưng mà sát sinh, ăn con vật nhiều, cho nên đời này thường bệnh hoạn. Thí dụ vậy. Rồi giờ thứ hai là mình không trộm cắp, không lấy của người khác. Mình không lấy của người khác thì đời này mình cũng được trở lại làm người. Còn nếu như trường hợp mình cũng bố thí thì đời này mình được làm người, nhưng mà của cải mình dư giả. Nhưng mà có cái trường hợp là bố thí xong hối hận, tiếc quá, phải nãy biết vậy cho nó 5 đồng thôi, tự nhiên sao mình ngu quá, cho nó tới 10 đồng nữa. Cho xong rồi tiếc thì đời sau cũng có phước, cũng có của vậy, nhưng mà bị cái nghiệp gì biết không? Không dám ăn. Và nếu mà còn nặng nề nữa là sao biết không? Lúc tốt cất hết, lúc bắt đầu hư đem ra ngồi dạt. Có không? Trong cuộc sống này có kiểu vậy không? Nhiều lắm. Lúc còn tốt không ăn đâu, đem cất đem giấu đã đời, tới hồi nó móc nó hư lên bắt đầu ngồi cong xương, ngồi dạt dạt lại ngồi ăn từ chút vậy. Có. Thật ra đời này mình cũng có cái phước đó. Mình không trộm cắp là được cái phước trở lại làm người có của. Nhưng nếu bố thí nữa thì là giàu có. Mãi mà giàu có, bố thí trọn vẹn không tiếc nuối thì có xài. Còn trường hợp có cất không à, không dám xài, trời ơi thiệt, có nhiều khi á nó không đáng tiếc lẫn, cũng tiếc lẫn, mà có những cái không hề là của mình, không phải là của mình mà cũng giấu giếm, cũng cất xén chi cho nó khổ vậy không? Cái đó, cái nghiệp đó. Thầy nữ trường hợp vậy gọi là gì không? Tội nghiệp. Trường hợp đó gọi là tội nghiệp, là cái nghiệp của cái người đó, cái nghiệp của cái tội đó, cái tội bỏng sản đó. Còn ví dụ như có người ta nói thôi của bá gia bá tánh ta mang đến đây mình cứ cúng dường cho đại chúng hết, người ta cúng người khác, mình có đâu có phải tiếc lẫn cho mình, phải không? Thì mình sống được như vậy đó, đời nào mình sinh ra mình cũng được có mà xài. Cho nên á, quý vị nhớ là mình tùy theo cái phước mình tạo. Mình tạo cái phước nào có phước đó, nhưng mà nó có cái chi tiết của mỗi cái phước đó nữa.
Ví dụ như sát sinh á, sanh ra được làm người à, do mình không sát sinh. Nhưng mà vì mình không sát sinh những cái lớn thì mình được làm người, nhưng mà bù lại mình ăn mặn nhiều quá, mà ăn những món độc địa nữa chứ thì đời này bệnh tật liên miên. Có nhiều cô cũng tội, nói cha đời trước con chắc cũng sát sinh dữ lắm, cho nên đời này cứ bệnh không có nặng nề, cứ lai rai mà suốt quanh năm đi thăm bác sĩ hoài vậy đó. Trộm cắp, tà hạnh. Rồi nhiều khi á, cái trong cái lỗi đó nó có cái trường hợp gì nè, tự mình làm phải không? Rồi trường hợp thứ hai là gì? Khuyên bảo người khác làm. Có nhiều khi mình không làm nhưng mình đốc suối người ta làm, thì đời sau mình cũng mắc một cái quả lại. Hay là ngay trong đời, nhân quả thì như nói đó, cái nhân là vậy đi, rồi cái quả thì nó tùy theo cái duyên á. Có thể mình nó xảy ra với mình đời này, có thể là xảy ra đời sau, thì mình cũng sống đầy đầy, nhưng mà gia đạo của mình nó bị người ta làm sao, dòm ngó người ta đốc suối, cũng có cái lỗi. Cho nên á, cái nghiệp thị phi đó, cái nghiệp thị phi, cái nghiệp đi rỉ tai, nói này nói kia, đó là cái đời, thế nào rồi mình cũng mắc cái quả. Mắc cái quả là gì? Đời sống của mình luôn luôn bị người ta dòm ngó moi móc. Tại cái nhân của mình là gì? Dòm ngó chuyện người khác, đi dèm pha chuyện người khác. Chuyện không đáng cũng nói, còn chuyện mà chuyện ít mình nói cho nó nhiều lên nữa. Thì đời này mình cũng, tại mình quen miệng mình thấy đời đời này đời sau đó, chữ đời là ở tương lai, mình nói đời sau đây, nói là tương lai đi cho dễ hiểu vậy đó, chứ đừng nghĩ là hết chết đời này đời sau. Có thể là trong cái đời này, nhưng mà ở tương lai mình gặp những cái nạn đó. Cho nên người nào giữ trọn được năm giới thì người đó trở lại làm người. Người nào giữ được 10 giới là thập thiện đó, họ sanh về cõi trời. Còn thí dụ mình tu năm giới, mình tu thập thiện, nhưng cái chỗ mình muốn tới là cõi cực lạc Tây Phương, mình vẫn có thể hồi hướng về đó. Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Còn nếu mình không có niệm Phật, mình không có cầu sản sanh Tây Phương, thì mình đi theo cái nghiệp mình tạo. Nếu mình giữ được năm giới, nhưng mà ở những cái phần chính thôi, thì cũng trở lại làm người, nhưng mà trung bình thôi, không có gì trội hết. Ví dụ đời này mà đủ ăn đủ mặc là cũng phước rồi đó. Rồi có những trường hợp nè, giàu có lắm nhưng mà bị con nó phá của, có không? Cũng có. Thật ra cái gì nó cũng có cái nhân quả. Tại sao mình bị phá như vậy? Vì mình phung phí. Bủng xỉn của không được mà phung phí của không được. Cho nên có một vị hòa thượng á, có một ông cư sĩ cũng lên than với hòa thượng, nói hòa thượng ơi, con thì sống con biết bố thí, con biết làm lành, mà kẹt cái vợ con, trời ơi sao bả bủng xỉn quá. Nhiều khi người làm mà ăn một chút thôi, bả cũng xăm soi bả nói, mà con thấy chuyện nó không có đáng mà bả cũng nói. Hòa thượng bữa nào bả lên, hòa thượng khai thị giùm bả khai thị cho bả. Cái bữa nọ và bà lên chùa, cái ông hòa thượng chào xong, cái ông hòa thượng cung tay vậy. Cung tay vậy hoài. Cái bà nói, hòa thượng bữa nay có tật ha. Tay kỳ tật. Cái hòa thượng bữa nay, bà thấy lạ không? Lạ chứ, tự nhiên sao hòa thượng không tử cái tay hòa thượng tự nhiên, hòa thượng cung vậy chi vậy? Ông nói, à, tôi cung như vậy phải không? Mà cũng kỳ phải không? Mà tôi để như vậy hoài cũng kỳ biết không? Thì cái tay của mình á, khi nào cần co thì mình cứ co, khi nào cần duỗi thì mình cần duỗi, khi nào cần quơ mình cần quơ, khi nào mình làm gì làm đấy. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, mình sống mà mình phung phí cũng là một loại dị, mình búng xỉn cũng là dị, xài cái đáng xài cũng giống như tay mà có co có duỗi tùy lúc vậy đó. Quý vị hiểu được cái câu chuyện như vậy. Hòa thượng khai thị, cái nào mình thái quá nó cũng là kỳ hết. Mà mình biết tùy duyên.
Có những khi không có cần phải tốn tới 25 cent cũng không tốn. Nhưng nếu có những lúc cần phải tốn tới 25 đồng cũng phải tốn. Tại vì nó cần thiết cho cái việc đó. Thật ra trong cuộc sống á, mình nhớ là cái của cải là mình sống, nhớ là của cải là tạm thời. Mà tạm thời nghĩa là gì? Mình sống trong đời này thôi nha. Ví dụ bây giờ mình làm ra tiền đi, là để ứng dụng cho đời này nè, để mình chi trả cho đời này. Không có ai mà nói tôi để dành tiền để tôi đem cho đời sau. Biết nói vậy nhưng mà đa phần mình không sống được vậy. Còn nếu như mà nói là đời sau là gì biết không? Ta đi mua mấy cái giấy tiền đồ giả, ta đốt cho mình, ta chôn theo cho mình, chứ không ai đem đồ thiệt theo đó. Mà nếu như mà ở đây thì không có cái vụ mà đào mồ lấy của, chứ ở những cái xứ nghèo là nhiều lắm. Nhà giàu mà chôn của cải đồ theo là hay bị người ta quật mồ, người ta lấy của lắm. Cho Hòa Thượng khai thị vậy đó. Cái bàn tay của mình á, khi nào cần co, khi nào cần duỗi, và cứ lúc nào buông xuôi như vậy. Mình làm cái thái độ nào nó cũng trật hết trơn á, nó cũng kỳ hết trơn á. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Người mà phung phí cái tự nhiên người ta cũng không có, người ta không có thấy quý. Mình ta thấy mình sống phung phí quá. Mà người mà sống mà bỏng sẻn quá cũng không được. Mà cái chuyện gì đáng xài nên xài, việc gì mình nên mở lỏng cho. Có nhiều người khó chuyện đáng khó thì người ta nể, mà khó mà chuyện không đáng khó thì người ta lại ghét. Thành thử ra Pháp Hòa nhớ trong Tứ Thư Bình Giải có câu: mình lấy cái lực mình phục người á. Cái lực tức là trong đó hai trường hợp, một là sức mạnh, hai là quyền uy. Mình lấy cái lực mà mình phục người á, người ta phục mà người ta không có kính. Tức là người ta nghe mà người ta không phục. Thí dụ như biểu làm đi, tại vì mình làm lớn hơn họ, mình biểu mình họ làm thì họ vẫn làm, nhưng mà trong lòng họ không kính, không phục. Còn nếu mình lấy cái đức mà mình lấy cái đức mình cảm hóa người khác á, thì người ta làm bên ngoài mà lẫn kính ở bên trong. Mà trong đó còn nói giống như Đức Khổng Tử có 70 người đệ tử một lòng đối với Ngài. Thật ra mình ở trong hãng, mình ở trong một cái nơi chốn nào mình làm lớn cũng vậy á. Mình nói tới đâu người ta nghe răm rắp, để ý cái cách người ta nghe. Ta nghe mình là tại vì mình hung dữ quá, mình thế lực quá, ta sợ mình ta làm. Nhưng mà cái tâm người ta có phục có kính không? Nó có hai trường hợp như vậy. Còn nếu như mà trường hợp thí dụ như mình có quyền uy nhưng mà không bao giờ mình sử dụng, mà mình lại sử dụng cái đức khác, đó là cái đức của khiêm cung. Các chị em hôm nay phụ với tôi làm việc này nha, thái độ nó khác liền. Bữa nay mấy vị phải tôi làm cho này, cái này cho tôi nghe. Tự nhiên người ta vẫn làm nhưng mà cái tâm cảm phục nó không có. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền, phổ là cùng khắp, rộng lớn, mà cái hiền đó là cái đức sống. Thì bây giờ mình muốn sinh vào cõi nào thì tùy theo cái cách sống của chúng ta. Ví dụ như mình sống mà mình không bao giờ biết lân mẫn tới ai thì tự nhiên nó đưa đẩy sao cái tự nhiên mình rơi vào một cái cảnh giới là sống không có ai, mình sống rất là cô độc. Mặc dù mình đang sống rất đông người, nhưng mà tại cách sống của mình, từ từ nó đi vào trong cái cảnh giới đó hết. Còn nếu mình nguyện vãng sanh, nghĩa là mình muốn vượt khỏi cái cách sống đó đi, thì mình phải thay đổi cách sống đó, thì tự nhiên mình vãng sanh tới đó. Ở đây là mình phải hiểu được cái ý niệm vãng sanh theo hai trường hợp. Đợi tới chết mà vãng sanh Tây Phương á, thì mình chưa biết ha. Nhưng mà vãng sanh ngay trong đời này, tôi thấy rằng tôi đã sống như vậy trong bao tháng năm qua,
không được, bây giờ tôi muốn vãng sanh, đổi cách sống. Lâu nay tôi sống hướng hạ, bây giờ tôi phải sống hướng thượng. Cách sống nó khác liền, và tùy theo cái nhìn của mình. Cho con hỏi, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có nói đến 62 ức, con không hiểu, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Chữ ức á, là một đơn vị số, một con số. Nó có nhiều cách tính lắm. Cách tính theo Việt Nam cũng có, cách tính theo Trung Quốc cũng có, cách tính theo Ấn Độ cũng có. Tùy mỗi quốc gia người ta cái ức nó là bao nhiêu. Phong và ví dụ, ví dụ như ở Việt Nam mình đi chợ mình mua 1 chục cam, có nhiều khi 1 chục là bao nhiêu? 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục nhiêu? 12 trái. Phải vậy không? Nó bán cho tôi 1 chục cam đi. Cái bà đó bà tính 1 chục cam là 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục là 12. Có chỗ nào 1 chục 13 không? 14 cũng có vậy, phải không? Thành thử ra ở đây cũng trường hợp vậy. Cái chữ ức là một con số, và Việt Nam mình tính khác, Trung Quốc tính khác, và Ấn Độ tính khác. Theo Du Già Sư Địa Luận á, thì ức theo Ấn Độ là có 4 cách. Nhưng thôi bây giờ mình nói nhiều quá không nhớ nổi đâu, nói một cái thôi để mình lấy con số tượng trưng. Thật sự ở đây nói ức, nói vạn, nói hằng hà là nói để muốn nói con số gì? Con số nhiều, vậy thôi. Thì ở trong Phẩm Phổ Môn có cái đoạn này: nếu một người nào mà niệm 62 ức hồng danh của Phật Bồ Tát, bố thí cúng dường, thời phước có nhiều không? Dạ nhiều. Một người mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, một hiệu thôi nha, phước đức cũng bằng với người niệm 62 ức danh hiệu Phật Bồ Tát cúng dường. Thì câu hỏi ở đây là chữ ức ở đây là nghĩa sao? Là con số. Và bây giờ Pháp Hòa đưa ra một con số thôi để mình có khái niệm. Một ức là bao nhiêu? Là 100 ngàn. 100 ngàn gọi là một ức. Vậy thì 62 ức là nhiêu? 6.200.000. Pháp Hòa lấy một con số để cho đại chúng dễ nhớ thôi. Một ức là 100 ngàn. Đây là một trong cách tính của Ấn Độ. Còn có trường hợp là 10 vạn kiêu ức, 100 vạn ức nữa. Bây giờ lấy con số dễ tính ha. 100 ngàn là một ức. Vậy thì 62 ức ở trong Phẩm Phổ Môn nói là nhiêu? 6.200.000. Đó là mình giải thích theo cái câu hỏi là ức là vậy. Nhưng mà ở đây nói cho nó trọn cái câu trong Phẩm Phổ Môn luôn. Niệm 62 ức danh hiệu Phật, Bồ Tát và cúng dường. Những người làm như vậy đó, và so với những người nào mình chỉ cần niệm một danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thôi, thì phước đức của hai người đồng nhau. Tại sao có cái trường hợp như vậy? Bởi vì niệm Phật hay Bồ Tát là để tượng trưng cho trở về với cái tri kiến Phật. Rồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cũng có nghĩa là trở về với tri kiến Phật. Niệm nhiều niệm ít cũng giống nhau. Pháp Hòa ví dụ đi ha. Ví dụ như giờ mỗi tối á, mình lấy sâu chuỗi mình niệm 10 sâu Nam Mô Di Đà Phật. Rồi có những vị người ta niệm, người ta nói: trời ơi, con niệm Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, nhưng mà con cũng thương Đức Quan Âm lắm, con cầu Ngài phù hộ cho con mạnh giỏi, cho nên con niệm thêm sâu Quan Âm. Cái niệm xong cái suy nghĩ nó: Quan Âm cứu khổ cứu nạn, rồi lỡ con cũng muốn niệm Bồ Tát Địa Tạng luôn để con hồi hướng cứu độ của quyền thất tổ của con. Cái niệm thêm sâu Địa Tạng. Tao có nhiều vị một đêm vậy là niệm hết Phật này tới Phật kia, vì quan niệm sao mỗi Phật độ một chuyện. Con bệnh nhiều quá niệm Dược Sư, con khổ cái tay con cái, con khổ con niệm Quan Âm. Cho nên rồi á, một người chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật, rồi một người mỗi tối niệm mỗi diện sâu sâu,
hai người cùng ngồi làm gì? Niệm, niệm Phật. Công đức giống nhau không? Tương đồng. Chẳng qua là một người quan niệm, cho nên niệm nhiều danh hiệu Phật. Cũng giống như mình ngồi thiền. Thật ra cái cách mà Bảo Hòa hướng dẫn đại chúng là cái cách rất là căn bản cho bước đầu thôi. Để mà làm sao để cho những vị rất là mới với cái sự trở về chánh niệm tỉnh thức. Cho nên A-di hít vào, Đà Phật thở ra, hít vào còn sống thở ra mỉm cười, hít vào thân an thở ra tâm tịnh. Bây giờ một người không có cần phải khởi mấy cái niệm đó nữa, cứ ngồi biết hơi thở vào ra thôi cũng giống nhau. Đều là trở về với cái giây phút hiện tại chánh niệm. Thì Phẩm Phổ Môn cái đoạn đó cũng có ý đó đó. Người kia niệm 62 ức Phật Bồ Tát, một người niệm một danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cả hai đều trở về với tri kiến Phật. Công đức giống nhau. Cũng giống như mình trì chú thôi. Giờ con thích chú Chuẩn Đề, cứ lấy cái bài chú Chuẩn Đề đó tụng trọn đời, cũng giống như một người trì đại bi, cũng như một người niệm Phật. Vì sao? Giây phút nào mình ngồi tĩnh lặng lại, mình trì một bài thần chú, mình niệm một danh hiệu Phật, cũng đều là giây phút trở về với bản thân của chúng ta, với tự tánh của chúng ta. Bây giờ người kia không niệm Phật mà tụng kinh được hết, hình thức có khác thôi, nhưng mà mục đích chỉ là một. Cho nên trong kinh Địa Tạng nè, phẩm thứ 13, một người nào mà rơi xuống địa ngục, vừa tới cửa địa ngục thôi, giật mình, niệm một danh hiệu Phật, niệm một câu kinh, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, người đó đều rời địa ngục. Niệm một danh hiệu Phật gọi là niệm Phật, đọc một câu kinh gọi là niệm Pháp, niệm danh hiệu của Bồ Tát là niệm Tăng, Bồ Tát là Tăng, kinh là Pháp, Phật là Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, người nào khởi một trong ba niệm đó cũng đều ra khỏi cái khổ đau. Có những người khổ quá đi kiếm Pháp nghe, được không? Nó niệm Pháp đó. Thay vì khổ quá đi lên mạng coi có nhạc gì nghe để cho nó tương đồng với cái khổ của mình không? Để cho mình ước ác, để cho mình rủ rượi ra thêm. Còn ngày mình khổ mình đi kiếm Pháp. Cho nên á, buồn tụng kinh á, nói buồn mà tu, đỡ hơn buồn không tu. Có những người ta buồn để đánh bài, đâu hết buồn đâu. Sau đó rồi mất thời gian, sanh thêm cái bệnh nữa, bệnh ghiền. Rồi thâm thủng tiền của, hoàn toàn không có lợi. Buồn đi uống rượu, buồn đi hút thuốc. Ở chùa mình có một cô giờ cô mất á. Cô ấy nói hồi đó chồng đi vượt biên mất tích, con đi vượt biên mất tích, cha con đi kỳ đó mất tích. Cô buồn quá, cô muốn hút thuốc, hút cho chết. Chết theo chồng, chết theo con. Ai ngờ đâu con không chết mà giờ con ghiền. Đó, tự cô lên cô tâm sự như vậy. Thật ra cũng cùng một là một cái khổ, nhưng mà khổ ý thức và chánh niệm và tu, khổ để đưa mình chìm nữa, thì hai cái cách nó khác. Chứ đạo Phật là cái chỗ đó. Thế thì cái người câu người ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ là vậy, cung ứng cho người ta một cái phương thức nào đó để người ta hết khổ thì rõ ràng. Và thậm chí mới nói mấy bà mấy ông khổ mới vô chùa tu. Ủa không khổ tu chi? Khổ mới tu. Mình đa phần là giống như bệnh mới uống thuốc, chứ ai khỏe đi uống thuốc bao giờ. Thật ra họ có nói vậy cũng đúng, chứ không có gì sai hết, không có gì phải buồn giận người ta cả. Mà nếu mà mình mà khổ mà tu như vậy là quá quá hay rồi. Giống như bệnh mà uống đúng thuốc, bệnh mà biết tìm thuốc uống. Cho người ta nói điều đó không có gì sai, cũng không có gì giận hết. Nên người ta thất tình nó mới đi tu đó, à, cũng được nữa, không sao hết.
Thất tình nó tu, chứ còn thất tình rồi nó lang bang, nó tìm tình khác mùng 3, mùng 7 rồi càng khổ hơn nữa. À, không có người này cứ ráp vô người khác tạm, rồi mai mốt không hợp ráp vô, chờ suốt cuộc đời ba chìm bảy nổi. Còn thất tình cái dứt hết tất cả các tình, giờ tình Phật, giờ tình của Phật, chứ không có tình lăng nhăng nữa, cũng tốt chứ không sao hết. À, mình thấy là cái tu tập là mình có được cái nhìn đó, tự nhiên mình không có còn giận ai nữa hết. Chẳng qua người ta có cái nhìn sai về mình thôi, chứ không có gì phải giận. Giống như người ta đứng sau lưng thì nó ôi ôi, cái người đó giống như người mù rờ voi vậy đó. Người mù người ta rờ con cái chân con voi, ta nói con voi như cái cột nhà. Tại sao? Tại vì họ chụp ngay cái chân con voi thôi. Rồi họ cầm cái vòi con voi thì nói sao? Ô, con voi như là cái đường, cái ống nước. Tại sao? Họ chụp đúng ngay cái vòi thôi. Họ chụp cái lỗ tai con voi, nó ô, con voi như là cái lá chuối, như cái quạt. Tại sao? Vì họ chụp đúng ngay cái đó thôi. Nhưng mà họ có nói đúng trọn vẹn con voi không? Không. Nhưng không có giận họ. Cái người trí là không có giận mấy người đó. Vì mình hiểu được rằng họ thấy cái phương diện nào họ nói cái đó. Cho nên nhiều khi người ta nói mình vậy đó, mình có thể mình nhìn lại coi đúng rồi, người ta nói một phần đó của mình mà. Ta không nói trọn vẹn mình là ai, nhưng mà ta nói một phần đó. Nhưng người ta lầm, người ta chấp, người ta cho mình là một toàn thể cái đó, nhưng mình biết. Cho nên trong câu chuyện đó kể, ông vua thấy nguyên một nhóm người mù ngồi đó mà định diễn tả về con voi. Nhưng mà ông vua là người có mắt, trí sáng, ngồi cười vui với cái người mù đó thôi. Đây nhóm người mù đó thôi mà không có giận họ, không có trách gì họ hết. Vì họ mù mà. Họ dính, cái mù là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái định kiến của mỗi người, cái tà kiến của mỗi người. Cho nên mình mà trong cuộc sống của mình, một trong những cái làm mình khổ là gì? Là cái kiến, là cái thấy đó. Nhớ không? Đời này là ngũ trược á, thì trong đó có một cái gọi là gì? Kiến trược. Mà hễ mà kiến trược rồi thì thế nào cũng sanh ra phiền não trược. Buồn, vui, giận, ghét theo cái kiến của mình. Rồi mình sống như vậy gọi là gì? Kiếp trước, mạng trước. Cho nên đời nói chung là kiếp trước. Trong kiếp trước nó có những cái trước chi tiết. Vậy hiểu được chỗ đó rồi ha. Người mà trở về được với cái chỉ cần mình chịu tu thôi, tu sao cũng được. Câu hỏi cuối cùng. Mỗi ngày mẹ con trì chú Đại Bi, sau đó niệm Phật và hồi hướng. Có người nói không nên trì chú Đại Bi vì có tên của các vị Bồ Tát, mình không rành sẽ bị phiền phức tới gia đình. Vậy mẹ con có nên, vậy mẹ con nên tụng kinh gì và có nên trì chú Đại Bi nữa không? Quý vị thấy không? Mới nói cái vụ tà kiến cho tà kiến nó xuất hiện. Nếu mà nói rằng tụng Đại Bi là sẽ dính dáng tới tên của Phật Bồ Tát thì trong cuộc sống này chắc không dám kêu ai chứ, bởi vì kêu người nào cũng trúng tên người ta chứ. Thí dụ như anh Nguyễn, anh Năm, cái nó kêu anh Năm, rồi không được kêu tên tôi, tội. Không phải. Có hai trường hợp để mình gọi. Gọi để chửi hay gọi để tán thán. Ví dụ mình tụng là Nam Mô Hắc Ra Hắc Na Ra Dạ Gia, ở trong đó là mỗi câu là tên, là hạnh nguyện của Quan Âm, là những ứng thân của Quan Âm, mà mình kêu bằng cái sự thành tâm, thì cái này là tán thán hay chửi rủa? Tán thán. Còn ví dụ mình kêu tên người ta để mình chửi rủa, cái này mới khác chứ. Cho nên đừng có nghe người nói mà người ta nói mà người ta không hiểu ta đang nói gì hết trơn. Ở trong cuộc sống này có những cái người mình gọi để mình ca ngợi. Thí dụ mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là gọi tên ông Phật vậy.
Ông lẽ kêu vậy, nói đừng gọi ông Phật vậy, tên của mấy ông gọi vậy phiền phức lắm á. Nếu mà không cho trì chú, nói chú Đại Bi có nhiều tên của Phật Bồ Tát, mình không rành sẽ đưa phiền phức tới gia đình mình, thì giờ không dám tụng gì nữa hết, không dám niệm gì nữa hết. Tại vì bỏ chú Đại Bi thì nhầm các Phật Bồ Tát rồi, không lẽ niệm Di Đà không dính tên Phật Di Đà sao? Niệm Phật Thích Ca không dính Phật Thích Ca sao? Và rốt cuộc rồi, cái người này, cái người nào mà đưa ra cái thuyết như vậy đó, không biết họ tu cái gì. Thật sự mấy cái này mình không cần phải nghe, mà hoàn toàn không có chân lý gì hết. Chờ quý vị cứ việc tiếp tục trì chú Đại Bi hay là niệm Phật gì đó tùy mình. Nhưng mà không phải vì cái chuyện ở trong chú Đại Bi á, là 84 câu. Chú Đại Bi gồm có 84 câu, và mỗi một câu là một biểu tượng của cái hóa thân của Đức Quán Âm. Và khi mình thành tâm, mình ở trong, khi mình tụng kinh trì chú là mình thường hay nói thành tâm trì tụng mà, nghĩa là mình gọi hạnh nguyện, mình đọc tên các vị đó tương đồng với mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là mình gọi ta ngợi tán thán, thì công đức nó sanh trưởng. Chứ tại sao gọi là phiền phức? Mà ví dụ thôi, một vị Phật, vị Bồ Tát mà mình đọc tên của các vị để sanh phiền phức tới cho mình, thì cái đó gọi được, làm sao được gọi là danh hiệu của Phật và Bồ Tát được? Mà thậm chí chúng ta tu hành là chúng ta phát nguyện sao? Nguyện cho đến mức độ là khi nào chúng sanh nào nghe tới tên con, thấy hình ảnh của con đều phát tâm. Nhớ không? Cái bài tụng đó: chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài gì đó thoát khỏi ngục hình đớn đau. Đó là hai câu dịch từ cái câu chữ Hán đó. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Thấy tướng con, nghe tên con, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Đều phát được tâm bồ đề và vĩnh viễn xa rời cái khổ luân hồi. Thế thì tại sao lại nói là đọc tới danh hiệu Phật Bồ Tát là tới phiền phức? Nếu mình đọc danh hiệu Phật Bồ Tát mà phiền phức thì các ngài chẳng phải là hiệu của Phật, hiệu Bồ Tát. Cho nên mình mới thấy rõ đó, nếu mà chúng ta hiểu cái gì mà không bằng cái chánh kiến, bằng cái chánh pháp, bằng cái chân chánh giáo đó, thì chúng ta sẽ đưa ra rất nhiều những cái tà thuyết, những cái thuyết lệch lạc, và hướng dẫn cho người khác đi vào con đường lệch lạc. Cái đó gọi là nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên đàn mù. Ví dụ như giờ cái vị Phật tử này mà không đưa câu hỏi này ra, thì bắt đầu kêu bà má đừng niệm Phật, đừng trì chú gì nữa, làm gì? Bây giờ bỏ trì chú Đại Bi đi, nó thôi niệm Phật đi, niệm Phật cũng là một hình thức gọi tên. Mà thậm chí mình Việt Nam có bài nhạc ấy, còn mãi gọi tên nhau. Rồi mình gọi Phật, gọi danh hiệu Phật Bồ Tát tốt quá chứ có gì đâu không được. Thí dụ như mình khổ quá, mình một người nào chăm sóc cho mình, mỗi lần mình bệnh mình kêu tên người đó. Thí dụ mà Pháp Hòa làm việc, mỗi lần mà computer nó có trục trặc cái, Tịnh Tạng ơi lên giúp thầy, Đức Tạng ơi lên giúp thầy. Vậy thôi. Thế mình gặp khổ nạn nào, mình biết cái đối tượng đó có thể cứu khổ mình phải gọi họ. Như vậy mới gọi là Phật Bồ Tát chứ. Và cái người đó có mặt để làm gì? Để thực hiện cái hạnh nguyện của họ. Cho nên quý vị thấy là trong Phật Pháp á, mỗi một vị có một cái hạnh nguyện tùy theo cái khó khăn của mình. Cái đó là gì? Để giúp cho mình khổ cái nào có cái tương ứng đó. Các ngài cùng một mục đích thôi, không có khác đâu. Các ngài cùng mục đích thôi. Nhưng mà tại vì chúng sanh mình á, thích gì? Thích đa dạng.
Cho nên các ngài cũng đa dạng. Bồ Tát biết tâm ý của chúng sanh thích còn trang điểm, cho nên các vị Bồ Tát đều có tóc, đều đeo vàng vòng hết. Mấy thầy thấy đây mấy cái tượng Bồ Tát không? Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền rồi đó. Trời, châm rồi cài rồi xuyền rồi vân vân. Đó là gì? Để nói lên rằng các ngài là Bồ Tát nhập thế. Đó, chúng sanh thích cái đó. Duy có Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng hình tướng làm sao? Cạo đầu, mặc đồ tu, đó là Bồ Tát xuất thế. Chúng ta tùy thời nào thì chúng ta có những phương tiện đó. Đó, cái dịch Covid này là mình thấy rõ ràng cái chuyện đó thôi. Có ai có những cái nhu cầu nào thì mình ứng theo cái nhu cầu đó. Nói tụng kinh bây giờ người ta bệnh dịch, người ta không cho đi tới nhà hoàng. Nếu mà mình không có cái phương tiện livestream hay là FaceTime thì cũng đâu có thể giúp được, phải không? Mình nói là tụng kinh phải có mặt ở đó nó mới linh. Bây giờ cái vấn đề giữa cái có mặt để linh hay là tụng để có cái sự linh đó là do cái tâm mình phóng tới. Mình cầm cái chu ly nước này mình rải một cái sao mà biến sái tam thiên được. Nhớ không cái câu mình tụng đó? Dương chi tịnh thủy, cành dương nước tịnh. Biến sái tam thiên, một cái rẫy thôi mà ra cả 3000 thế giới. Cái đó làm sao làm được? Nhưng mà cái gì rải? Cái rải này hay là cái tâm mình rải? Cái tâm mình rải, cái tâm mình phóng ra đó. Cho nên mình, cái ly nước là một biểu tượng. Nước là tượng trưng cho thanh tịnh. Cái nhành dương là một phương tiện quyển chuyển. Hai cái này phối hợp lại với cái tâm thanh tịnh từ bi của mình lưu xuất qua đó, nó đi qua cái nhành dương mình rải ra. Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên. Nó làm từ đâu? Nó làm từ tánh không bát đức. Bát đức, bát công đức thủy đó, lợi cả nhân thiên, làm cho pháp giới sáng rộng thêm. Hỏa diệm, hóa hồng liên, từ một cái ngọn lửa biến ra thành ra một cái hoa sen hồng. Hoa sen nở ra ở trong một biển lửa. Trong cái thời gian biển lửa này nè, đó, Covid là nạn dịch rồi, có người sợ hãi, có người lo lắng, đủ thứ hết. Những chương trình học Phật được đưa ra để làm gì? Để trong biển lửa hóa sen hồng. Những người lo lắng, những người sợ hãi, nhờ những thời kinh, nhờ những lời pháp mà họ đang ở trong cái sự lo lắng khổ đau đó, họ an tịnh trở lại. Có phải là hỏa diệm hóa hồng liên không? Từ đó mình Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, ngay nơi họ ngồi trở thành chỗ thanh lương địa, đất thanh tịnh. Thầy trò mình ở đây cũng thanh lương địa, không ai làm biếng hết. 3 tháng trời trong chùa không ai được làm biếng hết. Một ngày bao nhiêu thời kinh, hết việc này tới việc kia. Thì khi mình làm được cái việc đó, mình không có nghĩ tầm bậy, mình không có tạo nghiệp xấu. Ở trong biển lửa mà chúng ta vẫn tác được những cái việc làm thiện lành. Thành nữa mình thấy cái bài tụng đó bây giờ nó trở nên rất thật và rất màu nhiệm, chứ không phải là những cái bài nói cho nó có nói. Và chúng ta thấy rằng cái bài gì tán dương chi đó, dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên, pháp giới sáng rộng thêm. Nếu mình nói giáo lý, mình nói học Phật pháp chỉ thu gọn đây, cái nó thu gọn. Bây giờ mình đưa ra cái livestream là pháp giới sáng rộng thêm.
Đây là mình nói cho những trường hợp Phật pháp. Bây giờ các thầy, các cô, các chư tôn đức hay là các tôn giáo khác cũng vậy, người ta cũng làm cho pháp giới sáng rộng thêm bằng cái tánh không bát đức đó. Bát đức của nước là thuần khiết, trong sạch, mát mẻ, êm dịu, trơn láng, mịn màng, vân vân. Người nào tắm ở trong cái nước đó đó, da dẻ trơn tru, tắm xong không đói khát, cái công đức của cái nước đó đó. Có nhiều khi mình đọc sách, mình đọc kinh mà mình không thấy đói bụng là tại vì mình đang ở trong cái dòng suối mát của giáo pháp. Mà cái sữa pháp nó mới nuôi mình được. Và nhờ mình trong cái cảnh khổ mà mình ráng mình tu tập để mình an được, thì ngay nơi đó là đất của thanh lương, gọi là thanh lương địa.